Nam mô Sa Vi Sum Cha Tum Ma Ha Ra Thi Ca Nang Đề Hoa Nang Sa Đoan Su Ta Ta Qua Tin Sa Đề Hoa Sa Nam mô Sa Vi Sum Ta Qua Tin Sa Na Đề Hoa Nang Sa Đăng Su Ta Ya Ma Đề Hoa Sa Nam mô Sa Vi Sum Ya Ma Nang Đề Hoa Tusita nang đề hoa nang sa đằng su toàn niệm ma na ra ti đề hoa sa đa ma nu sa về sung niệm ma na ra ti nang đề hoa nang sa đằng su toa ba ra niệm mi ta wa sa wa ti đề hoa sa đa ma nu sa về sung ba ra niệm mi ta wa sa wa ti nang đề hoa Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính cảm ơn cô Hòa Huyệt, cô Nhật Quỳnh. Con thành kính bản lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp,
Ân Đức Tăng. Nhà con nguyện ngọc con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức. Và con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Và con kính chào tất cả quý đạo hữu. Và thưa, hôm nay là ngày thứ năm, 1 tháng 10 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Và kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con đặt bạch xin giới. Nam mô Bụt-tha-ya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ca sa ma yang phan te tisarani nasa a atang. Ô, con xin sám hối. Nam mô Bụt Tha Ya. Ukka samayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyambi mayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đăng chánh biên tri. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Đủ ti giam bi thâm măng xa rắm gách ha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Duttiyam bi thamman saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Duttiyam bi sanghang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Duttiyam bi sanghang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sikh ha ba đăng sa ma ti ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Ba na ti pa ta ve cha ma ni sikha pa dang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana ve ra ma ni sikha pa dang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana ve chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya ve chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rajama chappama dattana ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame shayama chappama dathana ve chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala phusana ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana ve chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na cha ghi ta wa di ta vi su ga da sa na ma la gan ta vi đề ba tha dha ra na ma na na vi phu u sa na tha na Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Na cha di ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan ta vi le pa na tha cha na man da na vi phu sa na tha na we cha ma ni si kha pa dang sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ukya sajana maha sajana veramani sikha banang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gattang buddhapanyattang uposathang imang charattin imang chadivasang sammadeva afirakittum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani attha sikha padane upasasi varasena iman charatan iman jidivasang sathukang katva apmamadena sapma arakhitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dĩ vui. A mát phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sì lê na su ga tân nhanh tí, sì lê na phu ga sàm bà ra, sì lê na nếp bù tân nhanh tí, tà sà ma sì lăng vi sô thạ dê. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh, là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những
sầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào, đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddhanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả anh phố hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự hạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang kha ya. Chúng con thành kính bánh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Thính cùng chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng vừa vào rung chúng. Dạ. Sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha ya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng họ trì vi giới. Dạ cảm ơn đạo tràng, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 30 tâm quả siêu thế Lokutta Rapala Chitta sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha ya. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Tịnh Tông Đệ Tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức, thượng chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma chúng ta học đến cái tầm quả siêu thế. Tâm dục giới thì nó có bất thiện, có tâm thiện, có tâm quả, có tâm tố. Tâm sắc giới thì chỉ có tâm thiện, tâm quả, tâm tố thôi, không có tâm bất thiện. Tâm vô sắc giới cũng vậy, có tâm thiện, tâm quả, tâm tố. Riêng về cái tâm siêu thế thì có tâm thiện và quả thôi. Và tâm thiện ở đây, tâm thiện siêu thế ở đây tức là Lokuttara Kusala Citta, là cái tâm đạo Magga Citta.
Vì rằng từ sở tư ở trong tâm đạo đó, nó vẫn còn có cái chức năng là tạo ra cái quả các thời gian hay là quả di thục, làm nghiệp di thời quả di thục. Nhưng mà nghiệp quả siêu thế nó liên lạc với nhau không gián đoạn, cho nên gọi trường hợp đó là Anantara Kamapachaya, tức là vô gián nghiệp duyên. Và đây là trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ nghe để biết được tâm quả siêu thế như thế nào, và nó có cái gì đặc biệt hơn là tâm quả hiện thế, dục giới, sắc giới, vô sắc giới không, bởi vì cũng là giống quả. Thì đây là lời dẫn nhập giới thiệu chúng ta sẽ được nghe từ Tòa Giác Đẳng giảng giải về bài học này. Hôm nay chúng ta chỉ mới có nói về ý nghĩa của tâm quả siêu thế, chứ chưa có phân loại bao nhiêu thứ tâm quả siêu thế. Bây giờ thì trước nhất xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học, và sau đó xin cung thỉnh từ Tổ Giác Đẳng giáo sư hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trì Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan Hoàng Việt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy thường tỏ chắc, đặng chắc lên. Dạ, con cũng cảm nhận được giọng nói của Ngài Trì Siêu hôm nay không khỏe. Dạ, nếu thường tỏ giác nặng bao sân được thì thỉnh Ngài gây nghỉ sớm ạ. Dạ, năm một thai giá con nghe giọng Ngài không có được khỏe. Dạ, không biết. Rồi, sa thú, dạ con thấy thượng tọa giác đẳng là thỉnh Ngài đi nghỉ sớm rồi. Dạ, Ngài có thể đi nghỉ sớm để giữ sức bạch Ngài. Dạ, con xin đọc phần chánh văn. Bài 30 tâm quả siêu thế, Lokuttara-phala-citta. Tâm quả siêu thế là những tâm do tâm đạo siêu thế tạo thành theo nguyên lý nhân quả, mặc dù chỉ là sát na trước và sát na sau. Nguyên lý nhân quả được hiểu là do thuộc tánh tư, chetana, trong tâm thiện tạo thành tâm quả. Trong trường hợp này là tâm thiện siêu thế hai tâm đạo, makkacitta. Những điểm tương đồng tâm thiện tâm quả trong các loại tâm dục giới tình hảo, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế rất cần để ôn lại một số đặc điểm của các tâm quả, nên nhắc thêm 12 tâm bất thiện chỉ tạo 7 tâm quả bất thiện vô nhân, mà trong đó chỉ có tâm quan sát quả bất thiện làm việc tục sinh tìm thức mệnh chung cho những chúng sanh trong cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Tâm thiện dục giới tạo 16 quả, trong đó 8 tâm thuộc về ngũ quan quả thiện và 3 tâm cơ năng tiếp nhận quan sát thọ xả và quan sát thọ hỷ, cộng với 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. 5 tâm thiện sắc giới tạo 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới tạo 4 tâm quả vô sắc giới, 20 tâm thiện siêu thế tâm đạo tạo 20 tâm quả siêu thế, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo
5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả sắc giới và 20 tâm quả siêu thế cùng biết một cảnh với tâm thiện tương ứng. Thí dụ như tâm quả không vô biên thì cũng biết cảnh giới tâm thiện không vô biên. Tâm nhị quả tam thiền cũng biết cảnh niết bàn như tâm nhị đạo tam thiền. Những tâm quả tịnh hảo kể trên trừ tâm quả vô nhân thì có cùng những đặc tánh với tâm thiện. Thí dụ tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ thì tạo nên bởi tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thế thì tâm thiện và tâm quả trừ tâm quả vô nhân khác ở điểm nào? Tâm thiện tạo được quả, còn tâm quả không tạo được gì. Tâm thiện làm việc xử lý cảnh chát quá ná, mà trong đó thuộc tánh tư chê tánh na là các nhân tạo nghiệp chính yếu. Các tâm quả tịnh hảo hiệp thế làm các phần hành tục sinh, tiềm thức mệnh chung. Trong trường hợp tâm quả dục giới tịnh hảo còn làm vai trò dư hưởng, vân vân. Những khác biệt trong tâm đạo và tâm quả siêu thế so với tâm dục giới tịnh hảo, sắc giới, vô sắc giới. Để hiểu sự khác biệt giữa tâm quả, trước hết nhìn vào biểu đồ sau đây. Thời gian trổ quả, chức năng. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thời gian trổ quả, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Chức năng, tục sinh, tiềm thức, mạng chung hưởng. Tâm quả sắc giới, thời gian trổ quả, sanh báo, chức năng, tục sinh, tiềm thức, mạng chung. Tâm quả vô sắc giới, thời gian trổ quả, sanh báo, chức năng, tục sinh, tiềm thức, mạng chung. Tâm quả siêu thế, thời gian trổ quả, hiện báo, chức năng, xử lý cảnh. Chú thích, hiện báo là trổ quả trong hiện kiếp, sanh báo là dẫn đi tái sanh kiếp kế tiếp. Hậu báo là trổ quả từ kiếp thứ ba trở đi. Tục sinh là tâm khởi đầu kiếp sống quyết định nhiều lĩnh vực trọn kiếp sống. Tiềm thức hóa quanh gá. Giống trạng thái tâm dục sinh tính từ sát na thứ hai cho đến áp chót mang chức trì nghiệp hậu kiếp. Tâm mệnh chung là sát na tâm cuối cùng của kiếp sống, có thể do hết thọ mạng hay bị chi phối bởi nghiệp hoặc đoạn nghiệp. Tâm xử lý Chawana là tâm không thuộc tiềm thức, ngũ quan, cơ năng mà xử lý đối với cảnh trong diễn trình tâm thức. Mặc dù tâm quả siêu thế trổ theo cách hiện báo nghiệp, nhưng nên hiểu là sau sát na tâm đạo thì lập tức tâm quả siêu thế sanh khởi, không có gián đoạn thời gian. Akaliko. Vậy tâm quả siêu thế có phần hành gì? Tâm quả siêu thế sanh sau tâm đạo là sự sanh khởi đương nhiên như bóng đèn bật sáng tâm đạo và ánh sáng tiếp tục tâm quả. Tâm quả siêu thế có đặc điểm là trong đời sống bình thường có thể phát khởi do ý chí. Một điều không thể được đối với các loại tâm quả dục giới tịnh hảo, sắc giới, vô sắc giới. Có nghĩa là như một vị thánh tu đà hoàng trong đời sống hàng ngày muốn nhập thiền quả lấy niết bàn làm ăn xứ thì có thể khiến tâm sơ quả sanh khởi như ý, vì tâm quả siêu thế làm việc chát quá ná xử lý. Các tâm quả siêu thế là phiên bản của tâm đạo, nên mặc dù lấy niết bàn làm cảnh nhưng không có lực sát trừ phiền não như tâm đạo. Chư thánh nhân có sống với tâm quả siêu thế. Chư thánh nhân chỉ dùng tâm quả để nhập thiền quả. Trong đời sống hàng ngày, các ngài dùng nhiều thứ tâm. Riêng chư vị A-la-hán thường dùng tâm đại tố dục giới. Điểm này cần lưu ý vì thường có hiểu lầm là chư thánh nhân sống hàng ngày bằng tâm quả. Tâm quả chỉ biết cảnh niết bàn, ngữ và nghĩa. Trong tâm siêu thế có từ vựng tâm quả dịch chữ pha lá. Trong lúc trong các tâm quả hiệp thế thì tâm quả dịch từ chữ quyết ba cá pha lá là trái kết thành do hoa, mang tính chóng vánh, còn
quý ba cá là trái từ hạt giống. Trải qua quá trình đâm chồi nảy lục, nảy lọc, cây con, cây lớn, đơm hoa, kết trái. Trong Phật học tiếng Việt có thể tạm gọi hoa lá, chích tá, tâm quả siêu thế. Quý ba cá là tâm quả dị thục. Trong trường hợp này khó tìm chữ tương đương. Nên cẩn thận, cụm từ đắc chứng đạo quả thường khiến người ta hiểu là đắc thành quả vị tu hành, giống như trong ý nghĩa đạo quả được nói đến trong Thắng Pháp. Kỳ thật, chỉ trong văn hóa Phật giáo Việt Nam, quả vị thường được hiểu như Duyên Giác, Bồ Tát, Thanh Văn, vân vân. Ý nghĩa rất khác với tâm quả siêu thế, là thành quả của tâm đạo siêu thế ở đây. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Một người học trò được đào tạo trong một môi trường phái. Một người học trò được đào tạo trong một trường phái nghệ thuật, tư tưởng, vân vân. Tuy có thể làm nên những tác phẩm hay tư tưởng có tầm cỡ nhưng không thể tạo ảnh hưởng như vị thầy đặc biệt trong trường hợp chỉ là phiên bản của người đi trước. Tâm quả siêu thế cũng là trạng thái cao siêu nhưng không tạo nên ảnh hưởng đột phá như tâm đạo. Những điểm cần nhớ. Tâm quả siêu thế là những phiên bản tâm đạo nhưng không có công năng sát trừ phiền não. Tâm quả siêu thế chỉ làm việc xử lý, không làm các việc tục sinh, tiềm thức, mệnh chung. Chư vị thánh tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm không tái sanh bằng tâm quả siêu thế. Tâm quả chỉ được dùng để hồi quán niết bàn. Minh quả, tâm quả siêu thế. Lokuttara Phalacitta trong biểu đồ chư pháp. Bản đồ thuyết pháp là Thắng Pháp Abhidhamma biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ quả của Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự thiết kế tâm quả siêu thế lơ quýt ta ra phá lá chít ta và sa thú cảm ơn. Đăng Dòng Nguyệt đã cho cái link để quý vị vào trong link này sẽ thấy được bản minh quả. Bài học trước là các thứ tâm đạo, bài học tiếp theo sẽ là các thứ tâm quả siêu thế. Nam Mô Bụt Thầy Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thịnh thường tòa giác đặng từ bi hoan hỷ trước giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư nghe âm thanh con kính nhân mít đến sư ạ. Kính đảnh lễ chư thủ đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Nhà thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua tâm quả siêu thế, Lokuttara Phalacitta. Khi mà học về tâm này thì chúng ta cần ôn lại một số cái khái niệm về tâm thiện và tâm quả đã học qua những phần trước trong tâm thiện tâm quả dục giới, tâm thiện tâm quả sắc giới, tâm thiện tâm quả vô sắc giới, và bây giờ chúng ta đọc học về tâm thiện tâm quả vô sắc giới. Xin lỗi, hôm nay chúng ta học về tâm thiện tâm quả siêu thế. Thưa quý vị, chúng ta thử ôn lại một số những gì mà chúng ta đọc trước
Và sau này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về những cái đặc tính chỉ có riêng trong tâm quả siêu thế mà thôi. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thứ nhất là chúng ta nói về nghiệp và quả đó, thì đa phần chúng ta quan niệm là mình tạo nghiệp. Như bây giờ mình đến chùa mình cúng hoa thì đời sau do cái phước cúng hoa mình sinh ra lên, do cái phước đem hoa cúng Phật mình sinh lên mặt mày đẹp đẽ. Mình nghĩ cái đơn giản như vậy. Tuy nhiên theo trong Thắng Pháp Abhidhamma, và nói chung là trong kinh tạng của vậy và Thắng Pháp tạng của vậy, nói rằng nghiệp đó, nó trổ quả không phải chỉ có ngoại giới như là tiền bạc của cải, ngoại hình hay là người thương của mình, mà nó còn có một thứ trổ quả đó là nó tạo nên những cái tâm quả. Và tạo tâm quả, thí dụ là mình tạo phước, do cái phước, do cái việc tạo phước ở đời sau, chúng ta sinh ra chúng ta có tâm nhãn thức quả thiện, là mắt thấy cảnh sắc khải khẩy. Thì do cái nghiệp tạo nên và do cái quả nghiệp trổ thì tâm quả sanh khởi. Do tâm quả sanh khởi nên chi cái cảnh sắc mà đọc vào tâm quả đó là cảnh sắc khải khẩy. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người tạo cái nghiệp trong quá khứ, xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa bị gián đoạn, quý vị thấy trong phòng thoát nói được không? Có lẽ là quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha, chúng tôi đổi qua thêm cái nick này cho nó dễ, cái đường nét ở chùa nó bị gián đoạn, quý vị chờ chúng tôi còn cái nick khác. Xin lỗi quý vị có không về? Dạ thưa anh Phan Linh Tùng. Dạ. Dạ tốt rồi. Cái mà chúng tôi muốn biết là ở trong Power Talk cũng như xin quý vị nghe được, quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Thì, Power Talk không liên tục. Power Talk không liên tục hết sức. Power Talk liên tục. Để tốt. Yeah. Thưa quý vị, chúng ta nên biết rằng người đời thì khi mà nói rằng quả của nghiệp thì họ hay chú ý đến như là mình có vật chất,
của cải nhiều hay không, mình có nhiều người thương hay không, mình có được ăn ngon mặc đẹp hay không. Nhưng mà cái gọi là quả của nghiệp đó, nó phiến diệt lắm. Cái quả của nghiệp mà nó quan trọng là do nó chưa cảm qua tâm. Và 16 cái tâm quả đó, mà chúng ta gọi là tâm quả dục giới đó, thì 16 tâm quả này đó, nó là một cái, những cái tâm quả đóng cái vai trò trọng đại nhất, rộng lớn nhất. Thì trong 16 tâm quả dục giới đó, thì có 5 cái giác quan là nhãn thức, vị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 5 giác quan này đó, nó tạo nên một cái cuộc sống mà mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon và thân xúc lạc. Có nhiều người ở trong đời sống đó, họ có được nhiều thứ nhưng mà họ không biết là họ đang rất có phước. Thí dụ như là bây giờ có một buổi sáng quý Phật tử đến chùa nói với chúng tôi rằng ở con đường 290 là có một cái có rất nhiều hoa dại ở Houston, ở Texas mà gọi là wildflower, rất là nổi tiếng. Thì đi xem, thì chúng tôi leo xe quý vị chở đến đó xem hoa dại nở, cả một cánh đồng hoa Duvernay nở rất đẹp. Thì chúng ta nghĩ là đi ngắm cảnh đẹp thôi, nhưng mà thực tế đó là quý vị ở trong đó, chúng ta đang hưởng được cái tâm quả gọi là nhãn thức quả thiệt, có mắt thấy cảnh khả ái khả ý. Thì như vậy là tâm thiện nó tạo nên ngũ quan, ngũ quan quả thiện, mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc lạc. Thì dĩ nhiên là có ngũ quan thì nó có những tâm thức thô quan sát. Bây giờ đó thì thứ gì, nó lại có 8 thứ tâm, mà những tâm này có cái trạng thái gọi là tương đương, tương đương với 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Thí dụ như là chúng ta gọi là tương đương về trạng thái đó, là tâm thiện dục giới tịnh hảo là thọ hỷ, thì tâm quả này nó cũng thọ hỷ. Tâm thiện là hợp trí thì tâm quả cũng hợp trí. Tâm thiện là vô trợ thì tâm quả cũng vô trợ. Tức là nó xích sao với nhau. Thì 8 tâm thiện nó tạo ra 8 tâm quả. Thì cái vai trò của 8 tâm quả này nó rất là quan trọng. Nhưng mà quan trọng như thế nào? Để hiểu về cái chức năng của 8 tâm quả này thì chúng ta nên hiểu về 3 cái thời kỳ tổ quả của nghiệp. Thời kỳ đầu tiên đó là hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là gì? Hiện báo nghiệp là nghiệp nó trổ quả trong đời sống hiện tại. Chỉ tôi lấy ví dụ là chúng ta thường tử tế với người khác. Bây giờ họ nấu một nồi chè ngon, họ mang đến họ cho chúng ta, thì chúng ta được ăn ngon. Cái ăn ngon đó nó thuộc về tâm thiệt thức quả thiệt. Thì tâm thiệt thức quả thiệt đó nó trổ sanh trong kiếp hiện tại này, chúng ta gọi là hiện báo nghiệp. Nhiều người làm phước ở trong đời sống hiện tại, họ được rất là nhiều cái phúc quả, mà những phúc quả nó trổ sanh do mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc lạc. Thì ở trong kiếp hiện tại này chúng ta gọi là hiện báo nghiệp. Và rồi có một cái thời gian trổ quả tiếp theo gọi là sanh báo nghiệp. Ngoài cái hiện báo nghiệp của sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp là cái quả kế tục đời sau
tức là sau khi mình chết đi, kiếp này sau khi mình chết mình sanh một cõi khác, thì cái sanh báo nghiệp này tương đối là nó rất là mạnh. Và trong đời sống mình làm vô số nghiệp. Ví dụ như là hồi nhỏ tới lớn chúng tôi khi mà chưa đi tu có sát sanh, giết con này con kia. Rồi đi tu rồi thì cũng có giữ giới, đi tu rồi thì cũng có bố thí, đi tu rồi cũng có tu thiền. Thì cả một đời dài, chúng tôi sống năm nay gần 60 năm rồi, thì bao nhiêu là thiện, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nó trộn với nhau, nó có đủ thứ đó. Nhưng mà trong cái giờ phút cuối cùng của đời sống đó, thì có một thứ nghiệp mà nó đủ rõ, đủ mạnh. Cái chữ chúng ta nói sau, nó tạo nên một cái tâm tục sinh, giúp cái đó gọi là sanh báo nghiệp. Thí dụ như là chúng tôi đã từng đi hành hương ở Ấn Độ. Bây giờ lúc sắp mất, như là mất vì tai nạn, mất vì cái gì đó, mà chúng tôi lại nhớ đến lúc mà mình đi hành hương hoan hỷ, thì lúc đó nó tạo điều kiện cho cái quả đi hành hương nó trổ, và nó trở thành một sanh báo nghiệp, nó dẫn đi tái sanh trong cảnh an lạc do cái quả phúc mà đi hành hương. Thì thưa quý vị, cái tâm mà cái nghiệp mà nó trổ quả gọi là sanh báo nghiệp đó, thì nó làm ba cái chức năng. Đó là tục sinh. Tục sinh là cái tâm khởi đầu kiếp sống kế tiếp. Thí dụ như tâm tục sinh đó là tâm thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thì đời sau sinh ra là người, đời kế tiếp sinh ra là người rất là khoan hỷ, thường tâm vui vẻ, đại tâm sinh tâm thọ hỷ. Hợp trí tức là trí tuệ, là người bẩn tiệp. Vô trợ là người rất là mau lẹ, nhanh nhẩu chứ không chậm chạp. Thì sau cái sanh báo nghiệp đó đó, ở sau cái tâm tục sinh đó, thì những cái tâm giống y hệt trên tâm tục sinh, nhưng mà nó nối theo tâm tục sinh đó, thì người ta sẽ gọi là tâm hộ kiếp. Thì cái tâm hộ kiếp này đó, nó đóng cái vai trò là gọi là trì nghiệp. Tâm tục sinh gọi là sanh nghiệp. Ví dụ như tâm tục sinh quả thiện cho chúng ta sanh vào một gia đình giàu có, sang cả, cái đó là quyết định bởi sanh báo nghiệp. Nhưng mà chính cái tâm hộ kiếp hay là tiềm thức mà nói tiếp theo đó, nó đóng cái vai trò tri nghiệp, là nó cho chúng ta hưởng được cái đó bao lâu. Có người sanh làm trong một gia đình giàu có, nhưng mà chỉ sống được có 1-2 tuổi thôi thì chết yểu. Thì như vậy có sanh nghiệp nhưng mà tri nghiệp không có lâu, thọ mạng không lâu. Và người đã chết đi, chết vì bệnh tật, chết vì tai nạn này kia đó, thì trong cái chết đó, nó có một thứ tâm gọi là tâm mệnh chung hay tâm tử. Thì cái tâm mệnh chung đó, nó giống y hệt như tâm tiềm thức, hộ kiếp, nó giống y hệt như tâm tục sinh, nhưng mà đó là tâm cuối cùng. Chỉ có khác là cái tâm mệnh chung hay tâm tử đó, nó bị can thiệp hay là được can thiệp bởi hoặc là chướng nghiệp, hoặc là đoạn nghiệp, hoặc là do là cái trì nghiệp không còn nữa. Trì nghiệp không còn nữa tức là một chúng sanh sanh vào trong địa ngục do cái mãnh lực của quả bất thiện. Cho đến khi mà cái quả nó không còn đủ sức, cái lực nó không đủ sức nữa, thì chúng sanh nó mạng chung. Thì trường hợp mạng chung là do cái nghiệp nó yếu đi, nó không còn giữ chúng sanh ở trong địa ngục nữa. Nhưng mà ngoài cái thọ mạng như chúng ta nói là con người sanh của người có thể sống 70 năm hay 100 năm, nhưng họ sống chỉ có 5-7 năm họ chết, thì nó cũng còn có lý do khác. Lý do đó phần dạ, đạo Phật gọi là chướng nghiệp hay là đoạn nghiệp. Chướng nghiệp hay đoạn nghiệp là nghiệp rất là mạnh. Thí dụ như một người mà họ sanh ra ở bệnh cùi rất là khổ sở, nhưng mà do họ làm phước rất là nhiều, do cái phước rất là nhiều đó khiến cho cái thọ mạng của họ kết thúc sớm, thì nó có cái sự xen vào chi phối. Tại sao họ chết sớm là bởi vì khi họ chết sớm, cái nghiệp, cái quả mà quả bình cùi á, nó không có hành hạ họ lâu. Thật ra có những người chết yếu không phải là xấu đâu, có
có nhiều người chết yểu là do sự can thiệp của cái thiện nghiệp vào, thành ra cái khổ quả lúc đó chấm dứt. Rồi khi mà chúng ta học vào nghiệp đó, thì chúng ta sẽ học thêm về chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Thì chúng ta nói như vậy là cái tâm tục sinh đó, nó đóng vai trò là sanh nghiệp. Cái tâm hộ kiếp hay tâm tiềm thức đó, nó đóng vai trò trì nghiệp. Và tâm tự đó, thường là nó là biểu thị của chướng nghiệp hay đoạn nghiệp xen vào để kết thúc bản sống. Thành ra cả ba thứ tâm đó đó, tâm tục sinh, tâm hộ kiếp, tâm tử hay là danh từ mà chúng tôi gọi bây giờ tâm tục sinh hay tiềm thức và mệnh chung đó, thì cả ba chữ tâm này nó đều một trạng thái giống hệt nhau, nhưng mà cái tính cách hay cái lực chi phối có khác nhau, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì bây giờ tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm quả sắc giới và tâm quả vô sắc, thì thứ gì cả ba cái tâm quả này đều làm ba việc là tục sinh, tiềm thức và mệnh chung. Lấy ví dụ là chúng ta làm phước bằng tâm thiện, nhưng mà do là phước của tâm thiện đó thì tâm quả dùng giới tình hảo, hay chúng ta tu thiền là tâm sắc giới, thiền vô sắc giới, thì những tâm quả đó nó không sanh khởi lên đời này, mà nó sanh khởi trong đời kế tiếp, gọi là sanh có nghiệp. Nó chỉ là vì tục sinh thôi, hậu kiếp tiện, tức là nó trổ vào kiếp sau, kiếp tới, chứ nó không trổ kiếp này. Rồi sau cái đời kế tiếp đó, và đời sau sau nữa đó, thì cái đó gọi là hậu báo nghiệp. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người cúng dường cho một vị Phật độc giác. Mà khi họ cúng dường cho vị Phật độc giác đó, ở trong rất là nhiều kiếp, họ sanh ra họ được hưởng cái quả là họ giàu có. Thì như vậy, cái quả kế tiếp gọi là sanh báo nghiệp. Rồi từ đời thứ 3, 4, 5, 6 trở đi, chúng ta gọi là hậu báo nghiệp. Thì đây là trường hợp của tâm thiện sắc giới tạo ra tâm quả sắc giới. Tức là có nó có sanh báo nghiệp và có hậu báo nghiệp. Nhưng mà rồi đối với sắc giới và vô sắc giới, thì nó không có hiện báo nghiệp và nó cũng không có hậu báo nghiệp, mà chỉ sanh báo nghiệp mà thôi. Điều này nghĩa như thế nào? Nghĩa là một vị tu thiền sắc giới chứng được sơ thiền và không hoại thiền, khi lâm chung mà vẫn còn thiền, thì nó sẽ tạo nên một cái tâm quả gọi là tâm quả sơ thiền sắc giới. Và tâm quả sơ thiền sắc giới thì nó sẽ dẫn sanh vào cõi phạm thiên, gọi là đại phạm hay là phạm phụ thiên hay phạm chúng thiên. Ví dụ chúng ta nói phạm thiên Sampatti chẳng hạn, phạm thiên Sampatti sanh vào cõi đó. Thì thứ gì, những tâm quả sắc giới và tâm quả vô sắc giới đó, nó chỉ đơn thuần làm ba việc là tục sinh, tiềm thức và tử cho cái kiếp tiếp theo, gọi là sanh báo nghiệp. Nó không thể, tâm quả đó, nó không thể trổ trong hiện kiếp như là tâm quả dục giới vô nhân, ví dụ như mắt, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, nó không trổ quả như vậy. Và nó cũng không thể trổ kiếp thứ ba trở đi, không có. Bây giờ mình tu đắc sơ thiền, sanh về cõi sơ thiền, thì như vậy hết kiếp đó là hết rồi đó. Sau cái kiếp sơ thiền đó, thì nếu mình có tạo ra, mình có tu thiền xa hơn thì sanh vào cõi cao hơn hoặc thấp hơn, chứ nó hết là hết. Hết chuyện, xong chuyện rồi. Dạ. Tức là nó không có hậu báo nghiệp. Trong lúc đó thì tâm thiện dục giới đó, thì nó lại có cả hậu báo nghiệp. Quý vị nhớ là tâm thiện dục giới, nó có tâm thiện dục giới tạo ra nó tạo ra hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Do vậy người có khi dùng gọi là tâm đại thiện.
Bây giờ thì chúng ta nhìn vào biểu đồ thì chúng ta thấy tâm quả siêu thế đó. Thì tâm quả siêu thế nó được tạo nên bởi tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo. Và khi tâm quả siêu thế nó tạo nên bởi tâm thiện đó, thì tuy nó gọi là tâm quả nhưng mà nó không làm việc tục sinh, tiềm thức và tử. Nhớ như vậy, tâm quả siêu thế không làm việc tục sinh, tiềm thức và tử. Chúng tôi lấy một ví dụ là ông Cấp Cô Độc. Ông là một vị thánh sơ quả Tu Đà Phật. Nhưng mà khi ông chết đi, ông sanh làm chư thiên. Ông là một vị thiên dục giới. Thì ông sanh bằng tâm quả dục giới, chứ ông không sanh bằng tâm bằng sơ quả. Tại sao vậy? Tại vì thứ gì? Cái tâm quả này đó, nó là tâm biết cảnh Niết Bàn. Tâm biết cảnh Niết Bàn, Niết Bàn là cảnh vô sanh. Thành ra cái tâm quả siêu thế nó không là việc tục sinh. Vị thánh nhị quả, vị thánh tam quả cũng không tục sinh bằng tâm quả siêu thế. Và tâm quả siêu thế đó không là việc tục sinh hộ kiếp tử, không là việc tục sinh tiềm thức mệnh chung, như là những cái tâm quả dục giới, những tâm quả sắc giới, những tâm quả vô sắc giới. Về điều này chúng ta phải để ý cho kỹ. Quý vị nhớ nhìn vào biểu đồ này, quý vị sẽ để ý cái rất là kỹ. Thì cái tâm quả này đó, nó không là việc tiềm thức, mà nó là việc cái hoạt thức. Hoạt thức ở đây nó là việc gọi là động tốc, hay là việc xử lý cảnh. Cho bạn hát. Là việc xử lý cảnh. Và khi mà gọi là sanh báo nghiệp đó, thì cái tâm quả này nó mang một cái đặc biệt khác hơn là những cái tâm quả khác. Thí dụ như là tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới, nó chỉ sanh ở cái kiếp tiếp theo, gọi là sanh báo nghiệp. Nhưng mà nó không thể sanh trong kiếp hiện tại được. Dạ, nó không thể sanh trong kiếp hiện tại. Cho dù cái việc thiện, cái việc thiện lớn đó, nó không sanh trong kiếp hiện tại. Nhưng mà riêng về tâm quả siêu thế, thì tâm quả siêu thế sanh ngay trong kiếp hiện tại. Và nó liền tiếp theo tâm đạo. Tâm đạo sanh lên là sau đó có một vài sát na tâm quả. Và giữa tâm đạo và tâm quả đó, nó có cái đặc tính gọi là Akariko, là vượt thời gian, hay là Antara Bacchayo, là vô gián duyên, là không gián đoạn. Dạ, nó liên lạc với nhau không gián đoạn. Như là chúng tôi có đề cập là tâm đạo giống như mình bật đèn lên, vừa bật đèn lên bóng tối bị xua tan, và tiếp theo là ánh sáng nó tiếp tục. Thì ánh sáng xua tan bóng tối lần đầu là tâm đạo, nhưng mà ánh sáng tiếp tục tồn tại đó là tâm quả. Dạ, tâm quả. Thì như vậy tâm quả đó, nó không làm việc tục sinh hộ kiếp và mệnh chung cho các vị thánh, mà tâm quả đó nó làm công việc động tốc hay là xử lý cảnh trong hiện tại. Thì bây giờ, sau khi tâm đạo sanh khởi, như là tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo sanh khởi, thì sau đó nhường lại cho tâm sơ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì những tâm quả siêu thế này làm cái gì? Thì quý vị, ở đây chúng ta nên nhớ một điểm rằng tâm đạo là tâm biết cảnh Niết Bàn, và tâm quả là một cái phiên bản của tâm đạo. Thì tâm quả cũng biết chỉ biết cảnh Niết Bàn. Và khi tâm quả biết cảnh Niết Bàn, cảnh Niết Bàn đó, nó chỉ có một việc mà có cái phần hành tâm quả, đó là các vị thánh gọi là nhập truyền quả. Chúng tôi lấy ví dụ một vị thánh Tu Đà Hoàn, hay là vị thánh Tư Đà Hàm, hay vị thánh A La Hàm. Các ngài có thể quán sát
niết bàn bằng tâm, ví dụ sơ quả, nhị quả, tam quả, chỉ quán một tâm đại thiện dục giới. Chư vị A-la-hán có thể quán sát được bằng bằng tâm đại tố dục giới. Nhưng mà các ngài cũng có thể nhập thiền quả. Nhập thiền quả tức là các ngài khiến cho tâm quả hiện khởi lại để mà quán chiếu niết bàn. Chúng ta gọi là một sự phản kháng hay hồi quán. Chữ kháng không có xê, phản kháng, kháng không có xê. Kháng là như vậy, phản kháng như vậy. Ở đây chúng tôi không dùng chữ phản kháng, dùng chữ hồi quán. Và có thể giữ được trạng thái đó rất lâu. Thì thưa quý vị, ở đây nó có sự khác biệt giữa tâm quả hiệp thế và tâm quả sinh thế đó. Là ở trong tâm quả hiệp thế đó, thì nó sanh khởi hoàn toàn là do cái chi phối của nghiệp. Và rất khó có khả năng mà chúng ta chủ động được, ngoại trừ là một cái nguyên lực rất lớn. Ví dụ Đức Bồ Tát ở cung trời Đông Xuất, ở trong kiếp chót, mà ngài muốn sanh vào lòng mẹ để đắc thành quả vị chánh đẳng chánh giác trong kiếp chót, thì ngài muốn sanh, ngài quán sát xong, ngài muốn sanh, ngài dùng một cái quyền lực ngài sanh vào. Đó là trường hợp rất là hiếm hoi, rất là hiếm hoi để sanh trở lại bằng ý chí. Ít có người làm được chuyện đó, ít có chúng sanh làm được chuyện đó. Bây giờ họ nói các vị Lạt Ma Tây Tạng muốn sanh chỗ nào sanh, thật sự rất hiếm, rất khó để mà lựa chọn. Chỉ trường hợp Đức Bồ Tát có đủ cái nguyện lực ba la mật. Ngoài ra những cái tâm quả dục giới, những tâm quả thiện dục, những tâm quả tịnh hảo, hay là những cái tâm quả sắc giới và vô sắc, nó hoàn toàn là sự đưa đẩy của nghiệp. Nói trường hợp giống như là một cái người mà đi thi trong, đi học trong trường sư phạm, tốt nghiệp ra trường, tốt nghiệp là một chuyện, mà được bổ nhiệm, được cắt cử đi dạy học ở tỉnh nào, ở chỗ nào, ở thành phố hay ở nơi vùng sâu vùng xa đó, là mình không quyết định được. Thì điều mà chúng ta nên nói đó là ở trong tâm hiệp thế đó, khi một người có tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc, khi nó trổ trong quả đó, thì nó hoàn toàn là do cái sự đưa đẩy của nghiệp, vận hành của nghiệp, là do thương nghiệp lực. Nói cách khác là tại vì nó là sản phẩm của vô minh và ái, do nó đi theo nghiệp lực. Nhưng mà riêng về tâm quả siêu thế đó, thì có cái điểm đặc biệt là tâm quả siêu thế có thể sanh khởi do cái ý muốn, do cái ý chí, chứ không phải do nghiệp. Chúng tôi lấy ví dụ, một vị thánh Tu Mật, một vị thánh Tư Đà Hàm, một vị thánh A La Hàm, khi mà muốn thể nhập vào trong thiền quả, tức là muốn cạn lại một cái tâm thái gọi là tâm quả đó, mà lấy niết bàn vào cảnh đó, ở bất cứ lúc nào thì vị đó có thể làm như vậy. Cái chuyện này nó khác với cái tâm quả. Chúng tôi hy vọng quý vị nghe kịp chúng tôi nói rằng tâm quả hiệp thế đó thì do chi phối nghiệp lực, do đó chúng sanh không có, rất ít có khả năng để cho nó sanh khởi bằng ý muốn, trừ một trường hợp rất là hiếm hoi là một vị chánh đẳng chánh giác trong kiếp chót, mà các ngài có muốn sanh vào trong lòng mẹ ở gia tộc đó, ở quốc độ đó, thì các ngài làm được. Nhưng mà ngoài ra cái chuyện đó trong muôn một, chuyện đó vô cùng hiếm hoi, hiếm hoi lắm. Đa số những cái tâm quả hiệp thế đó là sanh khởi là do cái sự đưa đẩy của nghiệp. Nhưng mà trong tâm quả siêu thế đó, thì tâm quả siêu thế có thể sanh khởi trong cái ý muốn của chư vị thánh nhân. Khi các ngài trở lại tâm quả để gọi là hồi quán mình niết bàn, thì các ngài chập được. Đây là sự khác biệt giữa tâm. Mặc dù tâm chuyện siêu thế và tâm quả siêu thế nó cũng là nhân quả đó. Nhưng mà cái nhân quả đó, cái quả đó nó sanh khởi là do ý muốn. Còn cái quả chúng ta không do ý muốn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là
một cái người mà giàu có quyền lực, họ học hành tốt nghiệp ra, họ muốn đi làm ở đâu á, là tại vì họ làm chủ á, thành ra họ đi làm ở đâu, họ làm vai trò gì, họ muốn làm gì làm. Dạ, chúng tôi lấy ví dụ như là quý vị có tiền mở cái nhà hàng thì quý vị có thể đứng bếp và làm khúc chiếc khúc, nếu quý vị có khả năng nấu ăn. Quý vị có thể ra ngoài phía trước để nhận khách vào hay là dẫn khách đi, vân vân. Nhưng mà mới ví dụ như cái cơ sở đó không phải do mình mở ra, thì làm cái vai trò gì thì là hoàn toàn là do cái người ta sắp đặt, chứ không phải do mình sắp đặt. Thật ra có một sự khác biệt rất lớn giữa tâm quả hiệp thế và tâm quả siêu thế. Tâm quả hiệp thế là do cái sự vận hành đưa đẩy của nghiệp lực, và tâm quả siêu thế sanh khởi là do cái ý muốn của cái ý muốn của các bậc thánh. Dạ, các bậc thánh khi mà các ngài hồi quán về Niết Bàn, là chúng ta nên nhớ như vậy. Và một điểm nữa thì đây là một điểm mà thường gây hiểu lầm á. Người ta nghĩ rằng khi mà một vị đắc sơ đạo thì họ sẽ sống hàng ngày với tâm sơ quả, một vị đắc nhị đạo vì đó sẽ sống hàng ngày với tâm nhị quả, vị đắc tam đạo sống hàng ngày với tâm tam quả, vị đắc tứ đạo sống hàng ngày với tâm tứ quả. Không phải vậy, không phải vậy. Điều mà chúng ta nên nhớ như vậy là tâm quả siêu thế chỉ biết có cảnh Niết Bàn, chỉ biết cảnh Niết Bàn thôi. Thật ra trừ khi mà ngoài cái lúc mà các vị biết cảnh Niết Bàn mà trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, thì nếu là vị A-la-hán thì dùng tâm đại tốt. Nhưng ngày Xá Lợi Phất, lúc mà ngày thuyết pháp, lúc ngày đi kết thực, lúc ngày làm bên này bên kia, thì ngày làm bằng tâm đại tốt, tức là tâm duy tác, dùng giới tịnh là hảo. Còn những vị như là ông Cấp Cô Độc, Bà Quý Sa Kha, Vô Bình Sa Vương, Tôn Giả Ananda, là những vị thánh của thánh hữu học đó, thì các ngài vẫn làm việc bằng tâm thiện dục ở trong đời sống hàng ngày. Và những cái vị thánh hữu học đó, đôi lúc còn có tâm phiền não, như là còn có vị thánh Tư Đà Hàm còn có dục ái, hay là vị thánh An Hàm còn có sắc ái, vô sắc ái, vân vân, thì cũng có tâm bất thiện, cũng có tâm bất thiện và tâm thiện. Thì như vậy không nên hiểu là chúng ta không nên hiểu rằng các vị thánh hàng ngày sống với tâm quả. Chúng ta nên nhớ một điều rằng tâm quả này chỉ là cái tâm biết Niết Bàn, lấy Niết Bàn làm cảnh, và không phải lúc nào các vị cũng lấy Niết Bàn làm cảnh. Mà trong sinh hoạt hàng ngày các vị vẫn dùng cái tâm thiện dục giới hoặc là tâm đại tốt dục giới. Bởi vì chúng ta nhắc lại cái chữ là tâm dục giới đa nhiệm á, cái tâm đa nhiệm, tâm thiện giới, tâm đa nhiệm hay tâm đại tố là cũng là tâm đa nhiệm, tức là nó làm nhiều công việc lắm. Trong khi đó tâm thiện sắc giới chỉ biết các án xứ thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới chỉ biết án xứ tâm thiện vô sắc, và tâm thiện siêu thế chỉ biết cảnh siêu thế là Niết Bàn. Rất khi mà mình học thắng pháp đó, thì chúng ta đừng có nhầm lẫn giữa mình nói một vị thánh đắc sơ đạo sau đó sống bằng tâm sơ quả. Không phải vậy. Và điều này chúng tôi nghe rất là nhiều học viên bị hiểu lầm. Thật ra hôm nay chúng tôi phải nhắc lại, về điểm này. Chúng ta nhớ rằng tâm quả chỉ biết có một cảnh, đó là cảnh Niết Bàn mà thôi. Bây giờ thì chúng ta qua phần ngữ và nghĩa đó của bài học ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, ở trong các loại tâm đó, nó có hai cái từ vựng mà trong phản ứng khác, nhưng mà chúng ta đều dịch là giống nhau, là tâm quả, tâm quả siêu thế và tâm quả hiệp thế. Thì cái tâm quả siêu thế dùng cái chữ phá lá, và dùng chữ phá lá, phá lá là tâm quả hay là trái cây, và quý ba cá thì chúng ta cũng dịch là tâm quả. Mà Hòa Thượng Minh Châu thì Hòa Thượng không dùng tâm quả, mà Hòa Thượng dùng cái chữ gọi là di thục, di thục, di thời di thục. Thì ở trong tiếng Việt Nam chúng ta đều gọi tâm quả hết. Và đây vấn đề rất là rắc rối.
nếu mà chúng ta học tiếng Phạn thì chúng ta học tiếng Phạn thì chúng ta hiểu hai chữ này nó rõ lắm. Phá lá là phá lá nghĩa đen nhở trái. Trái này đó nó là một cái gì kế cận với hoa, chúng ta tạm gọi là cổ quả chống vánh. Chỗ chống vánh là tiếp theo, ví dụ như là quý vị nào ở chùa đó hay là ở trong vườn mà mình có trồng cây, mình biết rằng cái hoa nở ra thì thường là sau cái hoa đó là trái. Nó không nhất thiết hoàn toàn như vậy. Ví dụ như là cây mà chúng ta gọi là cây sala ở Việt Nam, chúng thấy là có nhiều khi hoa một nơi mà trái một nơi. Nhưng mà đa số thứ vị là như là chúng ta thấy cây táo, hay là chúng ta thấy những cái loại cây khác thì hoa khi hoa tàn thì nó tạo thành trái. Thì cái trái đó nó tiếp thì ngay sau cái hoa, nó gọi là phá lá. Chỉ hoa phá lá nghĩa là tạo quả một cách chống vánh, một cách liên tục kế liền theo. Vì phá lá ý nó là cái quả đi theo tâm đạo, gọi là phá lá. Nhưng mà những cái tâm quả hiệp thế đó thì không dùng chữ phá lá được. Tâm quả không có dùng phá lá được. Vì chúng tôi nói rằng tâm quả và sắc giới, bộ sắc giới là đời sau. Ngay cả những cái tâm quả dùng giới tình thảo cũng là đời sau, đời sau và sau nữa, gọi là sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Thật ra khi mà chúng ta nói đến chữ quý ba cá thì chúng ta nói rằng nó là một cái sự trổ quả có khoảng cách, và sự trổ quả có gián đoạn. Hòa thượng Minh Châu, hòa thượng không dịch là tâm quả cho chữ quý ba cá, mà hòa thượng tâm dị thục mà nói chưa đủ tâm quả dị thục. Thật ra cũng từ cái chữ quả ở trong tiếng Việt, chúng tôi biết rằng nhiều vị học thì phá lá cũng là dị thục tâm quả, và quý ba cá cũng dị tâm quả, nhưng hai tâm quả này nó khác nhau lắm. Cái quả mà của phá lá đó là cái quả là liên tục với nhau, từ hoa tạo thành trái gọi là phá lá. Quý ba cá được hiểu là từng hạt giống tạo thành trái. Từng hạt giống tạo trái nó qua một quá trình dài là đâm chồi nảy lọc, nó thành cây, rồi cây nó trổ hoa rồi là tạo ra quả. Chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử có thể đọc cái ví dụ này kỹ và hiểu hai chữ nó khác nhau, chữ phá lá và chữ quý ba cá. Mặc dù chúng ta có tâm thiện dục giới, tâm quả dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm thiện vô sắc, quả vô sắc. Nhưng mà ba cái tâm thiện hiệp thế tạo ra ba cái tâm quả hiệp thế thì tạo ra ba tâm quả, đó gọi là quý ba cá. Nhưng mà tâm đạo là mắt cá mà tạo ra tâm quả siêu thế đó thì cái chỉ quả đó gọi là tâm quả phá lá. Phá lá là kết quả của cái kết quả của tâm đạo. Thì kết quả như thế nào? Nó là một cái phiên bản của tâm đạo. Cái phiên bản này đó, nó lại nó lại có một điều mà hôm trước chúng tôi có hỏi từ tòa từ siêu, bữa nay chúng tôi nhắc lại quý vị. Và khi nhắc lại cái này thì chúng tôi phải lấy một cái thí dụ mà Chư Tăng thường hay nói. Và nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta cũng ngộ nhận cái thí dụ này. Chư Tăng thường, các vị giảng sư thường hay dùng một thí dụ cổ điển nói về bốn cái thánh đạo. Chúng ta là phàm nhân thì giống như người đi ở trong đêm đen. Khi mà trời đang tâm đen không biết đi đâu về đâu, mình ngồi quạng không có một chút ánh sáng nào hết, bỗng nhiên có một ánh chớp thì mình nhận ra rằng có một con đường, có một cái nhà ở xa xa,
và cái nhà đó là nơi mình sẽ đến được an toàn. Thì sau đó ánh sáng tắt đi, thì ví dụ như vị Tu Đà Quần thấy Niết Bàn lần thứ nhất, rồi khi anh chốt lần thứ hai thì nó không đơn giản là mình thấy rõ, tức là mình tin là có con đường, có nhà nữa, mà mình có thể định đặt rõ rằng ở trước mặt mình phải vượt qua cái cầu, hay vượt qua một cánh đồng, vượt qua cái gì đó mình thấy rõ hơn. Ánh chấp thứ ba thì làm cho chúng ta rõ hơn nữa, và ánh chấp thứ tư là tứ quả thì giống như trời bừng sáng hoàn toàn. Dạ, trời bừng sáng hoàn toàn. Thí dụ thì nghe nó dễ hiểu đó, nhưng mà nó có một vấn đề, và có vấn đề đây mà chúng ta nên hiểu là mình mới nghe thì tưởng đâu rằng như vậy vì thánh Tu Đà Quần như cấp cô độc Bồ Quý Sa Kha hay Bồ Bình Sa Vương chỉ thấy được Niết Bàn trong một hai sát na, một vài sát na, một sát na trong đạo rồi thôi, rồi kiếp sau chứng vị đạo á thì mới thấy được Niết Bàn nữa. Không phải. Dạ, không phải. Mà vị này sau khi đắc đạo rồi, những vị này có thể nhập thiền quả và có thể cảm nhận được Niết Bàn tương đương với tâm đạo. Thì nếu như vậy, quý vị nói rằng một vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả có thể quán chiếu, hồi quán Niết Bàn trong nhiều lần, trong nhiều lần, mà đâu phải chỉ có ánh chớp đâu. Cái chữ dụ ánh chớp nghe nó không có hợp lý. Cái ánh chớp mà mình nghe, mình mới nghe thì nghe nó hay. Dạ, chốt lần thứ nhất là mình định đặt được phương hướng, chốt lần thứ hai là mình thấy rõ hơn con đường, chốt lần thứ ba mình tinh tế hơn trong các cái chướng ngại vật phải đi qua, thứ tư giống như sáng luôn. Nhưng mà thưa quý vị, một cái tâm sơ quả cũng là tâm biết Niết Bàn, nhưng mà cái Niết Bàn đó nó lại không có, nó không giống như là tâm vị đạo. Tâm sơ quả biết Niết Bàn, nhưng mà nó không có cái, nó không có cái công năng, nó không có cái lực mà đoạn phiền não như tâm vị đạo. Tâm vị quả cũng biết cảnh Niết Bàn, nhưng mà nó không có một cái chức năng đột phá như là tâm tam quả. Thì ở đây chúng tôi phải dùng một cái thí dụ. Chúng tôi phải dùng một thí dụ. Để quý vị cố gắng để ý thí dụ này. Chúng tôi có quen biết một số các vị tăng sĩ là đệ tử của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì quý vị biết là Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, về sau này Hòa Thượng hay giảng về thiền quán, Vipassana, về tứ niệm xứ, bốn lĩnh vực quán niệm cho người phương Tây và cho người Việt Nam. Nhưng mà những đệ tử cũng giảng như vậy, thậm chí còn có nhiều người giảng bằng tiếng Anh còn thạo hơn Hòa Thượng nữa. Yeah. Có nhiều vị giảng tiếng Anh, Hòa Thượng nói tiếng Anh không có tự nhiên như là những người mà lớn lên ở Mỹ học, họ nói chuyện. Nhưng mà bởi vì họ giảng giống như Hòa Thượng và họ chỉ là một phiên bản Hòa Thượng, nên họ không có cái ảnh hưởng đột phá như Hòa Thượng. Mặc dù Hòa Thượng nói tiếng Anh không bằng họ, mặc dù họ nói tiếng Anh giỏi hơn Hòa Thượng và họ nói tiếng Anh lưu loát hơn Hòa Thượng, nhưng mà tại vì về tư mặt tư tưởng đó, họ chỉ là phiên bản của Hòa Thượng, do đó họ không có cái sức đột phá. Thì như vậy những cái tâm quả như tâm sơ quả đó, nó là cái phiên bản của tâm, về cái trạng thái nó là cái phiên bản của tâm sơ đạo, nhị quả là cái phiên bản của chúng tôi dùng gọi chữ phiên bản nghĩa là bản sao á, nó là bản sao của tâm nhị đạo, tam quả là cái bản sao của tâm tam đạo, và tứ quả là cái bản sao của tâm tứ đạo. Thì nó, tại vì nó là bản sao nên giá trị nó khác đi. Hay là ngày xưa chúng tôi
Nhiều năm về trước ở chùa chúng tôi có một vị sư tên là sư Chân Thiện. Sư Thiện bây giờ sư về Việt Nam rồi. Thì chúng tôi ở gần sư Chân Thiện á, sư có cái tài là sư đúc tượng chuẩn bị điêu khắc. Thì khi một pho tượng đó đầu tiên được làm á, thì phải tạo một cái một pho tượng mẫu, rồi từ cái pho tượng mẫu đó người ta mới tạo một cái mô, chúng ta gọi là cái khuôn, người đọc khuôn. Và khi tạo được cái khuôn đó, thì họ mới đổ những cái chất vào, từ cái khuôn nó sản xuất ra nhiều tượng. Dạ. Tức là một tượng tạo ra nhiều tượng. Thì rõ ràng một điều rằng cái mà nó ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất là một tượng mẫu đầu tiên được tạo thành. Và sau này những cái bản copy đó, nó không có giá trị bằng cái bản đầu. Mặc dù những bản copy được trao chuốt, được mài dũa nhiều hơn, nhưng mà nó chỉ là một phiên bản đổ ra từ một khuôn, nó đọc khuôn. Thì chúng tôi tạm gọi là tâm đạo á, tương đương như với một cái hình mẫu được chế tác đầu tiên. Và tâm đạo á, giống như là những cái tượng được sản xuất rập khuôn theo cái bản mẫu. Và khi tượng sản xuất rập khuôn thì thật ra đối với một cái người tạo tượng á, thì nó không có cái nó không có cái mà chúng ta gọi là giá trị như là cái khuôn mẫu, cái bản mẫu, cái bản gốc. Dạ. Phiên bản nó luôn luôn là phiên bản. Thì tâm quả nó là phiên bản của tâm đạo, nó không có khả năng đột phá. Thí dụ như là bị Tu Đà Quần thấy được Niết Bàn, và sau đó vị đó dùng cái tâm sơ quả này để trở lại chứng Niết Bàn, nhưng cái chứng Niết Bàn đó không có một cái lực để đoạn phiền não cho đến khi vị đó chứng cái tâm nhị đạo. Chúng ta nên hiểu rõ điều này. Và nếu chúng tôi nói điều này mà quý Phật tử nghe không có kịp đó, thì chúng tôi sẽ nói lại. Nhưng mà nên hiểu rất rõ là về việc mà chứng lần thứ nhất, chứng lần thứ hai, chứng lần thứ ba. Tại cái ví dụ mà trời chót đó, nó rất là dễ ngộ nhận rằng khi mà một vị đắc sơ đạo rồi cho đến khi đắc nhị đạo, thì trong thời gian đó không có biết về Niết Bàn, không thấy được Niết Bàn, không. Đắc sơ đạo rồi, mà nếu như trường hợp ổng gốc của Độc Bà Visakha, vua Bình Sa Vương, thì trước khi đắc nhị đạo thì vẫn có thể dùng cái tâm quả, tâm sơ quả thấy được Niết Bàn. Nhưng tâm sơ quả nó chỉ là một phiên bản của tâm sơ đạo, do đó nó không có cái tác năng, nó không có công năng đoạn phiền não. Phải nắm rõ cái điều đó. Và bây giờ thứ gì ở trong phần cẩn thận hôm nay đó, thì chúng tôi cũng muốn nhắc đến một điểm đó, đó là người Việt Nam hay nói là công thành quả mãn, hay là đắc đạo chứng quả, hay là chứng thành thánh quả. Thì những chữ đó nó rất là quen thuộc ở trong tất cả các truyền thống Phật giáo. Nhưng mà chúng tôi nhớ như vậy là cái chữ mà đắc đạo chứng quả trong chúng ta đó, cái quả đó là quả vị. Quả vị thí dụ chúng ta hiểu là quả chánh đẳng giác, hay là quả dương giác, hay quả vị Bồ Tát chẳng hạn. Thì cái quả vị đó nó không có ba cái khái niệm giống như là quả đó, của mắt á, chi tá để đây. Cái đó nó khác quá với sự quý vị. Dạ. Chúng tôi ví dụ như là cái quả ở đây là cái kết quả của tâm đạo, nó khác với cái quả là một cái quả vị. Dạ. Có thể là chúng tôi nói điều này lúc này không cần thiết lắm, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng cái đắc đạo chứng quả mà người ta hiểu sao thông thường đó, là cái hiểu đó nó không có rõ, nó không giống như cái quả đạo và quả trong Thắng Pháp đâu. Dạ. Như hồi nãy chúng tôi có nói quý vị đó là từ cái hạt giống mà nó tạo ra trái, nó khác với cái hoa tạo ra trái. Dạ. Cái hoa tạo ra trái đó, nó có cách là kịp thời
kế tục liên tục, và nó không phải là một ngôi vị. Dạ, nó không phải là ngôi vị. Chúng ta phải hiểu cái tâm quả thì rất là đặc biệt, bởi vì vài ngày trước chúng tôi có nói chuyện với một học viên ở trong lớp học này, và học viên nói rằng tại sao ở trong lớp học này mình học chậm quá, chứ nếu mà thầy trò có thể gom lại là 40 tâm siêu thế, tâm đạo, tâm quả giảng một bài cũng được, nhưng mà tại sao phải giảng về tâm siêu thế riêng, rồi tâm đạo siêu thế riêng, rồi bốn các loại tâm đạo siêu thế, rồi hôm nay mình học về tâm quả, rồi bốn loại tâm quả, tại sao mất cái năm bài lần? Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta học nhanh cũng được, nói lớn thắng cũng được, nhưng mà nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều khía cạnh rất là dễ ngộ nhận, rất dễ nhầm lẫn. Thật ra chúng ta phải đi từ từ và đi chậm một chút. Đôi khi mà chậm mà chắc, chúng tôi biết rằng nhiều lúc nó sẽ làm cho các vị mất đi sự kiên nhẫn. Nhưng quý vị nhớ như vậy là mình giảng chậm như vậy chứ đôi khi nó lại chưa đủ nữa đó. Nó chưa đủ chứ đừng nói chi là mình giảng nhanh. Nếu mình giảng nhanh là tâm siêu thế cùng ở bốn tâm đạo, bốn tâm quả thì như vậy thì nếu mà có rảnh thì quý vị đọc kỹ thì thấy là có nhiều khía cạnh mà chúng ta cần, rất là cần đào sâu vào. Bây giờ thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tâm hôm nay chúng ta học về tâm quả siêu thế trong cái khái niệm chung, và chủ nhật này thì chúng ta học 14 tâm quả siêu thế. Thì 4 tâm quả siêu thế đó, 4 tâm quả siêu thế đó nó lại có nhiều ý nghĩa liên quan đến tức là chúng ta đi vào chi tiết hơn về bốn quả và bốn thánh quả, mà câu chuyện đó câu chuyện của ngày chủ nhật. Chúng tôi xin được kết thúc ở tại đây, và bây giờ thì hôm nay quý vị nên thông cảm, thường tập thường siêu là thường tỏ làm việc nhiều quá, thường tỏ bị cảm rồi, nên thường tỏ không có thật ra thường tỏ cũng muốn quý vị biết thường tỏ rất là cố gắng để giúp cho lớp học thắng pháp này, nhưng mà vì lý do là sức khỏe nên chú được có thỉnh thường tỏa đi nghỉ để cho dưỡng sức, do đó quý vị khoan nghỉ. Bây giờ thì thưa quý vị, cũng hôm nay cũng đặc biệt là chúng ta chỉ có chúng tôi để phân tích. Ô dạ, thấy có thường tỏa hấp đăng tốt quá, thường tỏa hấp đăng ngay. Thì tôi hoan nghĩ nói cho vài lời. Thì tôi pháp đăng quyết, thì tôi có nghe, thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi đang nghe được, xin chính thì tôi hoan nghĩ nói cho vài câu trong lúc soạn các câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thì tôi pháp đăng, thì tôi có chứng máy và thì tôi có nghe được không? Quý vị là việc ở trong thao thoát có ngày chúng ta có rất là đông chư vị giảng sư và vị nào ô dạ có tốt quá. Chính đáng chúng ta học trăng khoan nghĩ nói cho 10 phút về, nói cho vài lời về bài học hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận để kính cung kính thưa. Hello. Hello, quý vị nghe được không? Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì bữa hôm nay đó thì chúng ta học về những cái tâm quả, ở trong đó có những cái tâm quả siêu thế hay là tâm quả sắc giới hay là tâm quả dục giới.
Thì nói chung thì cái sự phân biệt của các cái loại tâm quả này đó, thì các cái lĩnh vực là chứng thiền, thành tựu được các cái loại thiền, thì tâm quả này nó sẽ làm việc tái tục cho một cái kiếp sống của các cái vị Phạm Thiên. Vì chúng ta biết rằng trong 31 cõi đó thì có những cái cõi Phạm Thiên mình gọi chung là 26 cõi hay 4 cõi vô sắc. Thì nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng những cái vị thánh tu được quần Tư Đà Hàm, A Na Hàm cũng vẫn còn tái sanh. Tuy rằng chúng ta biết rằng trong 40 tâm quả siêu thế, trong 40 tâm siêu thế thì có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Thì thường thường thì tâm đạo là cái tâm sắc trừ phiền não, tâm quả là cái tâm khinh an sắc trừ. Nếu mà tính theo năm cái loại tuệ đó thì cái tuệ đạo là cái tuệ sắc trừ phiền não, cái tuệ quả là cái tuệ khinh an, cái tuệ phản kháng phiền não đã sắc trừ, cái tuệ phản kháng phiền não còn dư sót, cái tuệ chứng ngộ được niết bàn. Như vậy thì chúng ta biết rằng trong các cái loại tâm thì các loại tâm được nói theo cái lĩnh vực mà ở trong bản nêu chúng ta được chia ra đó là tâm hiệp thế, tâm siêu thế. Thì khi nói tâm hiệp thế là những cái tâm biết trong cái cảnh, trong các cái cõi tương ưng với cái sự sanh hữu. Còn những cái tâm siêu thế là chỉ biết được cái cảnh niết bàn. Như vậy thì phân biệt các cái tứ tâm đó mà mình chia ra có 121 loại tâm. Ở trong đó có những cái tâm quả siêu thế. Thì tâm quả siêu thế á, thì chúng ta cũng biết rằng những cái tâm này là chỉ là đoạn trừ phiền não thôi. Ở mức độ nào mà chúng ta thường được nghe đó, sau khi tâm đạo đoạn trừ á, thì tâm quả xác định là cái sự đoạn trừ đó mà chúng ta gọi là khinh an đoạn trừ. Như vậy á, thì những cái tâm siêu thế hay là những cái tâm quả siêu thế đó, nó cũng thành tựu từ những cái tâm đạo mà nó liên tục với nhau. Thường thường thì chúng ta biết rằng một cái lộ trình tâm đắc đạo đó, đắc quả đó, thì nó có như là khai ý môn, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, rồi cái tâm đạo, rồi tới tâm quả. Tùy theo, ví dụ cái người mà họ mình gọi là người đắc cũng là đắc đạo, đắc quả, như là tu được quần. Nhưng mà trong đó thì chúng ta vẫn thấy được đó, do cái tâm tu tập mà thường thường chúng ta gọi là tâm thiện, dục giới hợp trí đó, thì cái tâm đó nó có những cái tâm hữu trợ hay là vô trợ. Mà trong Thanh Tịnh Đạo hay trong trong Bồ Tát Thích Sampida có nói rằng cái người tục sinh vô trợ đó thì không cần sát na chuẩn bị, nhưng mà ngược lại cái người tục sinh hữu trợ đó thì có sát na chuẩn bị. Hai cái vấn đề này thì phân biệt nó có ba sát na quả hoặc là hai sát na quả. Nếu người nào mà có sát na chuẩn bị đó thì chỉ có hai sát na quả, còn cái người nào mà không có sát na chuẩn bị đó thì có ba sát na quả ở trong cái lộ đắc đạo quả siêu thế. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng ở trong vi dục pháp phân biệt rất là kỹ lưỡng về cái quy trình của tâm lộ. Và điều này thì Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của vị đó đã đắc đạo quả, và đắc với cái đạo quả là cái tâm hữu trợ hay là tâm vô trợ đối với cái tâm tục sinh đó. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật phân biệt như vậy đó để biết rằng trong cái sự tạo phước của chúng ta đó cũng tùy cái sự nỗ lực của chúng ta. Và thường thường mình gọi là tạo phước đủ trí đủ tư đó, nhưng mà vô trợ đó là tự mình nỗ lực làm cái việc thiện, mình có thể thấy được
chúng ta thấy điển hình như Thiên Chủ Đế Thích nhìn thấy những cái việc mà cần phải làm đó, thì Thiên Chủ Đế Thích làm. Và 32 cái người thanh niên đó sau khi được nghe giải thích rồi đồng lòng để làm, mà gọi là làm con đường lên thiên giới đó. Thì chúng ta thấy rằng ở trong đời thì có những người thì họ tạo cái việc thiện một cái cách tạo mình gọi là không cần cái sự trợ giúp của thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ của người nào, mà chúng ta gọi là tâm thiện vô trợ. Thì nó sẽ cho ra cái tâm quả đi tục sinh đó. Như hồi nãy chúng ta nghe đó, là cái tâm quả tái tục hộ kiếp và tử đó. Thì cái tâm này nó cũng là một cái tâm tục sinh mà gọi là người tam nhân. Để có thể đắc được tâm đạo, tâm quả siêu thế hay là đắc thiền, mà chúng ta gọi là người có khả năng để đắc đạo quả, để đắc thiền định. Còn ngược lại thì chúng ta cũng thấy những cái người mà được Đức Phật này phân biệt ở trong bộ Bút Có Lá Banh Nhã Tý gọi là người kiếp trụ đó, người có khả năng để đắc quả A-la-hán ở trong kiếp này, thì những người đó không có thể nào ai có thể giết người đó chết được, và người đó sẽ chết khi đắc đạo quả rồi. Thì điển hình chúng ta thấy những chuyện lạ lùng là có những vị tỳ khưu bị cá lúc còn nhỏ đó, bị cá nuốt nhưng mà cũng vẫn không chết. Hay là chúng ta nghe câu chuyện ngày Xăng Kích Chá đó, bị thiêu trên giàn quả, mẹ của ngài, cái bào thai bị thiêu trên quần quả nhưng mà ngài vẫn không chết. Dù ở trong thai như vậy nhưng mà ngài vẫn không bị cái ngọn lửa thiêu chết. Đó là những cái việc mà rất là đặc biệt trong cái đời sống, mà ngay cái thời kỳ của Đức Phật có những cái chuyện xảy ra như vậy. Và Đức Phật thì biết những người đó gọi là những người kiếp trụ, là ngay trong kiếp này họ phải đắc quả A-la-hán. Và trước khi đắc đạo quả A-la-hán thì không có một ai có thể giết chết được người này. Người này phải đắc được đạo quả, nên chúng ta gọi là người hữu phần, là người có cái phần để chứng ngộ được đạo quả A-la-hán. Như vậy thì liên quan đến cái tâm siêu thế đó, thì chúng ta cũng biết thêm về những cái nguyên nhân mà dẫn đến có 40 tâm siêu thế và có 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Thì những cái tâm đạo, tâm quả này nói về cái điểm đó, nhưng mà chúng ta cũng hiểu là do cái sự chứng thiền. Chứng thiền có nghĩa là có những vị chứng sơ nhị tam tứ hay ngũ thiền rồi mới đắc được sơ đạo. Thì có cái tâm sơ quả ngũ thiền tương ứng với cái tâm sơ đạo ngũ thiền, để nói lên là ở trong cái lộ trình đắc đạo quả đó, thì chúng tôi đã nói cái gì đó, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc về tâm đạo sanh lên thì tâm quả sanh. Với một cái người không có chuẩn bị thì có ba sắc na quả. Thì chính ba sắc na quả này là muốn nói đến cái lộ trình đắc đắc quả siêu thế của vị thánh, mà chúng ta gọi là vị thánh thứ nhất, vị thánh Thất Lai đó. Thì vị thánh hay là chúng ta gọi là thánh nhập lưu đó, là và nhập vào dòng thánh mới vừa đắc đạo quả siêu thế. Thì như vậy thì do cái khả năng thiền chứng có khác biệt, nên khi chứng đắc được tâm đạo thì có tâm quả. Nó có 40 tâm tâm siêu thế và có 20 tâm đạo, 20 tâm quả là như vậy. Như vậy thì đối với đạo Phật hay là đối với Đức Phật, là giảng Đức Phật đó, thì cái sự nỗ lực tu tập của chúng ta và cái sự nỗ lực tu tập trong thiền hiệp thế hay là chứng đạo quả siêu thế đó, và tương ứng với cái người có chứng thiền. Thành ra khi mà chúng ta thấy một người chứng được sơ thiền mà họ muốn chứng đắc được đạo đó, thì tùy sơ thiền sắc giới hay là nhị thiền sắc giới, tam thiền, tứ thiền sắc giới, mà ở trong cái hàng sơ đạo đó và sơ quả đó, thì chúng ta biết rằng cái tầng thiền trước đó đắc đó, thì mỗi người đắc có khác nhau. Chúng ta nghe có nhiều vị tỳ khưu, những vị đó đắc được ngũ thiền sắc giới. Nếu mà vị đó đắc được sơ đạo thì sơ đạo và ngũ thiền và có tâm sơ quả. Như vậy thì cái thiền quả đó, nếu mà chúng ta hiểu thêm một chút xíu nữa thì người đó có thể nhập thiền quả được. Còn nếu mà người mà đắc quả siêu thế mà gọi là thiền khô đó,
cái thiền này là cái thiền tệ quán thôi đó. Khi mà chúng ta học trong nhiều pháp thì có tám tâm siêu thế thường khô, ở trong đó cũng có bốn tâm đạo, bốn tâm quả. Thay vì chúng ta thấy ở trên cái bảng niêu nó có năm hàng, một hàng thì nó có tám thứ tâm, thì năm lần tám 40 thứ tâm. Nhưng mà nếu mà nói theo tam tạng kinh điển đó, thì chúng ta phải có thêm tám tâm siêu thế mà chúng ta gọi là siêu thế thiền khô đó, là vị này chỉ tu cái tuệ quán thôi. Mà chúng tôi thường nói quý vị đó là A-la-hán nhất minh đó. Những vị này cũng đắc A-la-hán với cái tâm tứ quả, nhưng mà không có chứng thiền, nên chúng ta gọi là A-la-hán nhất minh. Nhưng mà những vị nào mà có thiền chứng đó, thì chúng ta có thể hiểu rằng những vị là A-la-hán với cái tâm tứ quả, A-la-hán lục thông, hoặc là A-la-hán tam minh, hoặc là A-la-hán tuệ phân tích. Thì ở lãnh vực này đó, muốn nói đến cái sự thành tựu của mỗi người bước con đường tu và kết thúc cái quả vị A-la-hán cuối cùng của cái hạnh nguyện. Ví dụ chúng ta thấy như là ngày Ma Có Thí Tá, hoặc là ngày Sa Di Bất Tá, ngày Mất Ba La Ná. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy như là ngày Chắc Khú Ba Lá đó, ngày cũng đắc A-la-hán, nhưng mà ngày ngày chỉ là A-la-hán nhất minh thôi, chứ không phải là ngày là A-la-hán lục thông, là tam minh hay là tuệ phân tích. Chúng ta cũng nghe cái câu chuyện của ngày Chắc Khú Ba Lá đó, thì ngày chỉ đắc A-la-hán nhất minh thôi, là cái lậu tận minh thôi. Như vậy thì để Phật tử chúng ta khi mà vào trong lớp học để mà học hiểu biết đó, để mình đừng có phạm tới pháp bảo đó. Vì mình phạm pháp bảo là mình không hiểu được, và mình đem cái tâm chê trách. Chê trách vị này sao mà không lo tu thiền quán, mà lo tu thiền định, lo tu đệ mục này kia nọ. Hay là vị này sao không lo tu thiền mà lo học kinh điển, lo học tam tạng như vậy. Thì cái đó là chúng ta không có hiểu được, nên chúng ta chỉ nói theo cái cách nhận định của chúng ta thôi. Và cái xu hướng đó thì chúng ta thấy ở đời bây giờ thì rất là nhiều. Có những người mà không hiểu Phật Pháp, không hiểu đến nơi đến chốn, thì họ đánh giá, nhận định và họ đánh đồng với nhau một cái cách không tương tiếc, phê phán mọi người. Nhưng mà họ không hiểu rằng dù là có cái tâm siêu thế, nhưng mà Đức Phật đã nói đến 20 tâm siêu thế, tâm quả. Ở trong đó thì có những cái tâm có thiền và những cái tâm không có thiền. Cũng có sơ nhị tam tứ thiền, ngũ thiền. Và cũng có cái tâm siêu thế mà gọi là thiền khô, chỉ là chứng đắc tu đồ quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, nhưng mà không có thần thông, không có tam minh, không có lục thông, không có tuệ phân tích. Thì những cái điều này đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu, vì Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, nên ngài nói rằng sống theo pháp, sống theo pháp là phải hiểu đầy đủ, rồi chúng ta tùy được hạnh nguyện mình. Nếu mình muốn chứng đắc được a la hán nhất minh đó, thì chấm dứt luân hồi đó, thì mình tu thiền quán. Nhưng mà nếu những vị mà muốn đắc được a la hán tam minh, hay là a la hán lục thông, a la hán tuệ phân tích đó, thì vị đó phải nỗ lực nhiều hơn, phải bỏ ra cái thời gian tu tập mà hành trì xuyên qua các loại thiền chứng để chứng đắc được cái kiếp cuối cùng mà vị đó a la hán, mà trở thành lục thông, là tam minh, hay là tuệ phân tích. Thì cái đó là cái hạnh nguyện của mỗi vị khi mà họ được nghe Đức Phật thì thuyết giảng đầy đủ, và họ đã tự chọn cho mình, và họ phát nguyện ở trong tâm, phát nguyện ra lời, rồi được Phật thọ ký cho họ thành tựu trong cái thời kỳ của một Đức Phật nào đó, với cái khả năng là lục thông hay là tuệ phân tích. Nói như vậy để nói thêm, để chúng ta hiện giờ thì thường thường thì Phật giáo Nguyên Thủy hay dạy chúng ta sám hối Phật Pháp Tăng. Nhưng mà sám hối để mình biết cái lỗi lầm của mình. Khi mà mình chưa nghe, chưa biết đó, thì mình có thể phạm lỗi lầm.
Thưa quý vị, Thượng tọa Pháp Đăng rất biết, bây giờ xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng không biết rồi. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa có nghe được không? Có lẽ Thượng tọa Pháp Đăng đã rất biết rồi. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng tọa khoan nghĩ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là Thượng tọa Pháp Đăng đang gặp trục trặc kỹ thuật nên Thượng tọa không nghe được. Thượng tọa Tây Nguyên ấy, Thượng tọa có nghe được không vậy? Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Tây Nguyên, Thượng tọa có nghe được không? Dạ. Ở Thượng tọa Tây Nguyên, chúng ta nói đến tâm, rồi chúng ta nói đến cảnh. Ví dụ như là một người có tâm thiện dục giới, chúng ta nhìn lên một cái pho tượng Phật ở trên chánh điện rất là hoan hỷ. Khi chúng ta có tâm thiện sắc giới là chúng ta nhìn vào các án xứ của thiền định như là Kasina. Chúng ta có tâm thiện siêu thế là đến Niết Bàn hoàn cảnh. Thì theo thư tọa đó, người ta hay chú trọng đến tâm, nhưng mà cảnh sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Thì tôi có thể cho một vài ví dụ là ở trong đời sống có những trường hợp nào mà cảnh ấy, nó khiến cho chúng ta có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như mình nhìn thấy một vài vị sư, nó khác với nhìn thấy 1.000 vị sư chẳng hạn. Thì tôi có thể cho biết cái cảnh nó ảnh hưởng tâm thế nào. Ở đây chúng ta nói tâm quả là biết cảnh Niết Bàn. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tây Nguyên. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, đại chúng nghe rõ. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn Từ Vi cùng đại chúng. Và chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Từ Trì, Sư Nguyên Thâm cùng Sư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng Sư Phụ Tử. Và câu hỏi rằng, Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ, Thượng tọa Tây Nguyên đã té rồi, con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại à, con kính nhân mến đến sư. Dạ thưa quý vị, lúc này chị Tăng thường hay gặp trở ngại, chúng ta phải kiên nhẫn. Xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, kính thỉnh Thượng tọa trở lại để giúp trả lời cho cô thọ luật số 1. Dạ, xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng khoan nghị trả lời là cảnh nó ảnh hưởng với tâm như thế nào, kính thỉnh Thượng tọa. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Để tiếp theo cái câu hỏi, cái đầu thảo luận số 1, thì chúng ta nói rằng bốn thứ tâm thiện, nhờ tâm thiện dục giới, tình hảo, tâm thiện vô sắc và tâm thiện siêu, và án xứ và thiền định
và niết bàn, cảnh của tâm trong trường hợp này ảnh hưởng thế nào đối với tâm. Thì chúng ta thấy rằng nhé, khi mà nói đến ví dụ mà nói cái tâm tâm cảnh sắc đi, thì lúc bây giờ đó là cái tâm nhận thức đó, cái giác quan của chúng ta đó, cái nhãn căn của chúng ta đó, nó mình cũng gọi là cái cửa cho tâm nhận nương vào cái con mắt để bắt cái cảnh sắc. Thương tòa pháp đăng hoan hỷ, không biết là trong rung mưa không nghe được, xin trình chánh sư tòa rất lớn nhất. Hello quý vị còn nghe được không? Hello quý vị nghe được không? Dạ quý vị nghe, cô Nhật Quỳnh đã nghe rõ đó phải không? Cái đường truyền bị mưa đó, nó bữa hổm giờ mưa quá thành cái đường truyền nó không có ổn quý vị. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nói cũng như chúng ta nói quý vị đó, cái tâm nhãn thức đó, nó biết cảnh sắc, và cái tâm nhĩ thức đó, thì nó nghe cái cảnh thinh phải là cảnh sắc. Thì ở trong cái 21 cảnh đó, thì chúng ta thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, cảnh chân đế, cảnh đáo đại. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng trong 21 cảnh đó, thì thể mà cái tâm mà thiện dục giới đó, nó chỉ biết cái cảnh dục thôi. Ví dụ về chúng nó ta tâm thiện dục giới, nó biết cái cảnh dục giới là cái gì. Ví dụ chúng ta thấy rằng một người mà dùng cái tâm thiện dục giới làm việc cung kính, như vậy gặp chư tăng họ khởi lên cái tâm cung kính. Họ tự đảnh lễ, họ tự cúi đầu, họ thấy chư tăng đi khất thực hay là đi từng đoàn như vậy. Như vậy thì cái tâm thiện dục giới đó, nó nương vào nhãn căn để khởi lên cái thiện tâm. Mà thường thường chúng ta hay nói rằng thiện trợ vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên. Cảnh duyên là cảnh sắc. Mà thấy được cái chư tăng, và người đó khi thấy được chư tăng như vậy đó, họ quỳ xuống họ đảnh lễ. Chúng ta thấy cũng như là cái câu chuyện của Mã Lao Bà, Mã Đề Thôn đó, thấy chư tăng đi một đoàn như vậy đó, thì họ thỉnh vô chư tăng vô, và họ cúng dường đặt bát, xong rồi hỏi chư tăng các ngài đi đâu vậy. Thì các ngài nói rằng đi kiếm cái chỗ tu tập. Thì những cái người này họ suy nghĩ liền, họ nói rằng có các ngài ở đây để cho mình thọ bát quan đại giới và thuyết pháp giảng đạo dạy cho mình tu, như vậy là thuận lợi cả hai mặt, nên những người này mới bỏ công sức để làm cái phước xá để thỉnh chư tăng nhập hạ ở đó để cho họ tiện bề tu tập. Như vậy thì cái cảnh mà chúng ta hiểu rằng cái cảnh sắc mà mắt thấy đó, và cái cảnh sắc của đề mục đó, ví dụ một cái người họ làm cái đề mục bằng đất, một gan và bốn ngón tay đó, họ nhìn vào cái đề mục đó, họ niệm bát quy đất 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 như vậy đó, cho đến cái sơ tướng, cái tợ tướng, cái quan tướng, cho đến khi mà họ đạt được cái tâm sơ thiền sắc giới đó, thì họ cũng nhìn vào, nhưng mà cái nhìn vào đó họ không nhìn vào theo cái kiểu mà người ta nhìn mắt nhìn cái cảnh sắc, mắt các cái màu sắc, hay là họ thích những cái hoạt hình, hay là thích phim ảnh rồi cái nọ. Mà cái người họ tu thiền thì họ nhìn vào cái đề mục đất, họ chỉ niệm để cái tâm họ nó có chánh niệm và chánh định thôi. Nó khác, nó cũng là tâm bắt cảnh sắc, nhưng mà cái người tu thiền nó khác với cái người tâm dục giới mà nhìn cái cảnh sắc dục giới. Mà thì chúng ta biết cái tâm dục giới nó cũng có nhiều loại tâm dục giới mà gọi là thiện đó, mà khi mình nhìn nó mình khởi lên cái tâm thiện đó, khác với cái tâm bất thiện. Mà hễ bất thiện thì chúng ta cũng nói đến vô ký trở bất thiện bằng cảnh duyên,
do người đó thấy cái cảnh sắc mà họ khởi lên cái tâm tham. Thì như vậy đó, là chúng ta phân biệt về cái cảnh đó. Cái cảnh đó, mà thường thường ở trong cái cảnh cảnh ngủ đó thì mình hay gọi là cảnh rất lớn. Thí dụ như mình đang nghe nhạc vậy đó, nhưng mà có ai đó đánh vào cái thân mình đó, từ cái tâm thân thức nó sanh khởi, nó do cảnh rất lớn là cảnh xúc đó, đụng vào cái thân mình, hay là cái vật gì nhọn đâm vào thân của mình, hay là con mũi hay con ve hay con mòng gì đó cắn vào thân của mình, mình không có nghe cái âm thanh đó, bây giờ mình cái tâm thân thức nó sanh khởi. Bây giờ cái cảnh rất lớn thì cái tâm thân thức nó sanh khởi để nó biết cảm xúc do cái vật đó đâm vào đau quá đi. Nên cái tâm nhĩ thức kia tạm thời nó giống như là không có hướng tâm. Bởi vì chúng ta thấy là ngũ môn hướng tâm á, là hướng đến cảnh sắc là cái tâm nhãn thức, hướng đến cảnh thinh là tâm nhĩ thức, hướng đến cảnh khí là tâm tỷ thức, là ngửi mùi, hướng đến cảnh vị là tâm thiệt thức, hướng đến cảnh xúc là tâm thân thức, hướng đến cảnh pháp là tâm ý thức. Như vậy thì cái tâm ý thức á, nó cũng bắt rất là nhiều nhiều cảnh. Mình nói là cái tâm tu thiền đó, cái tâm làm việc Pavana đó, thì mình có thể tu thiền bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì khi một người mà họ muốn chứng được thiền sắc mà với cái đề mục vô lượng tâm đó, bởi vì chúng ta biết rằng cái tâm từ tâm bi tâm hỷ đó có thể đắc đến tam thiền, nói theo tạng kinh, cái tâm xả có thể đắc đến tứ thiền theo tạng kinh và ngũ thiền theo tạng A Di Đà. Như vậy á, thì cái người mà họ tu tâm từ bi đó, thì ở trong hai vô lượng phần này á, nó lấy đối tượng là chúng sanh. Như vậy thì thường thường một cái người mà họ muốn tu đó thì họ rải cái tâm từ đó đến thầy tổ của mình trước. Ở trong thanh định đạo có dạy một người mới tu đó thì họ nên rải cái tâm thiền, cái tâm từ đó đối với vị thầy hay tâm bi đó đối với thầy, đối với người mình kính trọng đó thì dễ đạt được thiền. Nhưng mà nếu mình là người nam mà mình rải cái tâm từ đó đến với vợ của mình là người nữ đó thì nó sẽ bị cái tâm luyến ái. Thì ở trong thanh tịnh đạo cũng có trình bày đến như vậy. Nên khi một cái người mà rải tâm từ là cũng là đối tượng, nhưng mà muốn rải cái tâm từ bi đối với đối tượng đó thì mình phải đầu tiên mình phải tu tập cái đối tượng đó là thầy tổ của mình, là những người mình kính, cho đến cái tâm mình nó dễ đạt được định đó. Rồi sau khi đó mình tu tập thuần thục rồi đó, mình mới rải đến tất cả chúng sanh, cho đến người thân và người thù mình thấy cũng giống với nhau. Vì cái tâm mà chúng ta thấy rằng hai cái tâm vô lượng đó là tâm từ và tâm bi đó, hai cái vô lượng phần mà trong sở hữu tịnh hảo đó, thì chúng ta thấy sở hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu giới phần, sở hữu vô lượng phần, bi và tùy hỷ là sở hữu vô lượng phần. Thì cái sở hữu vô lượng phần này lấy đối tượng là chúng sanh. Như vậy thì một cái người tu thiền á, họ lấy đối tượng là chúng sanh. Thì có những người tu đề mục á, lấy cái đề mục thiền định á, là đề mục hoàn tịnh, đó là đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không. Rồi cũng có người họ tu đề mục như là chúng ta thấy trên Facebook cũng có đăng lên một số cái đề mục mà chư tăng tu tập đề mục tử thi đó, mổ cái tử thi ra mà có chư tăng ngồi xung quanh để nhìn cái tử thi, có một người mổ họ chặt đầu, họ lóc thịt, rồi họ lóc từ phần rồi họ kéo từ cái nội tạng ra để cho chư tăng nhìn đó. Thì chúng ta hiểu rằng những vị này đang tu thiền cái đề mục gọi là quán thân 32 thể trược, hoặc là quán tử thi. Như vậy thì cũng là cái tâm biết cảnh, nhưng mà khi mà biết cảnh tu tập đó thì chúng ta chưa đạt được thiền. Khi biết được thiền đó, khi mà đạt được thiền đó, ví dụ một cái người mà họ đắc được sắc na thiền đó, họ chỉ đắc một sắc na thôi, nhưng mà khi họ nhập lại cái đề mục đó đó để biết cái cảnh sơ thiền đó thì họ có vô số sắc na. Mình gọi là vô số sắc na là có thời gian như là 1-2 tiếng, 3-4 tiếng đồng hồ họ chỉ biết cảnh đó thôi, không biết cảnh khác, thì chúng ta gọi là thiền. Thiền là bất định số, có nghĩa là có nhiều cái sắc na tâm, một loại tâm nó sanh lên nhiều, giống như là cái vòng tròn mà chúng ta quay lẹ đó, chúng ta thấy nguyên vòng tròn lửa, nhưng mà lúc bây giờ nó chỉ có một cái cây nhang ở trên cái căm xe đó thôi, nhưng mà do mình quay lẹ quá đó, mình thấy yên như một cái vòng vậy. Những cái người họ tu thiền đó cũng tâm nó sanh từ cái, nhưng mà nó sanh vô số sắc na. Nên lúc bây giờ họ ở trong cái thiền định đó một thời gian dài. Như vậy á, và cái tâm mà biết cảnh thiền đó
và cái tâm biết cảnh siêu thế nó khác nhau. Cái cảnh siêu thế là không có lấy cái cảnh gì trong nghiệp thế. Nghiệp thế là cảnh trong đời này. Cái cảnh siêu thế là lấy niết bàn. Lấy niết bàn có nghĩa là mình nói rằng người đó rũ bỏ cái tham sân si. Có cái ý nghĩa là rũ bỏ hết những cái phiền não tham sân si. Thì như vậy á, thì cái người mà biết cái cảnh niết bàn là biết cảnh siêu thế đó, là họ biết cái cảnh mà dứt trừ tất cả những cái phiền não. Chứ không phải là mình cái đó là cái pháp tu chứng quý vị, chứ nó không phải là cái pháp mình gọi là cái tuệ tư hay tuệ văn, mà đó là cái tuệ tu mình chứng ngộ. Mình chứng ngộ được, lúc bây giờ mình chứng ngộ được đó. Cái cảnh gì mà không có trong đời mình gọi là cảnh siêu thế. Như vậy á, thì khi mà nói đến cảnh siêu thế đó, thì cái tâm nào biết cái cảnh đó, thì mình nói cái tâm siêu thế biết cảnh siêu thế nhất định. Còn cái tâm thiện hợp trí đó biết cảnh niết bàn bất định. Đó là muốn nói đến cái tâm mà làm việc chuẩn bị cận hành thuận tứ chuyển tộc đó. Rồi cái tâm đạo là cái tâm siêu thế, tâm quả là tâm siêu thế sanh khởi, sau sắc na đạo sắc na quả. Như vậy thì mình nói như vậy để cho mình thấy rằng á, một cái người tu thiền đó thì họ cũng dùng cái tâm thiện hợp trí để họ quán. Họ quán vũ quán tử thi, quán hề cốt, quán thể trược, hoặc là tu hoàn tịnh, tu vô lượng tâm, tu bốn oai nghi, hay là tu tứ đại, xác định tứ đại. Thì khi họ xác định địa đại thì cái gì mà cứng hay là mềm, cái nặng ở trong thân thì chúng ta suy xét cái đó là địa đại. Cái gì chảy ra hay quết lại là thủy đại, cái gì căn phòng là long phong đại, cái gì nóng hay lạnh là quả đại. Mình xác định cái tâm mình xác định cái đó là gọi là quả đại, cái đó là phong đại, cái đó là thủy đại. Vì cái tính chất đó nó có ở trong người chúng ta. Và những cái đó đó nó có trong người chúng ta, ví dụ như mắc mồ hôi đó, nó cũng chảy ra nước miếng, nước tiểu, nó cũng chảy, mình cũng thấy như vậy. Và khi mình thấy được như vậy, mình có cái sự niệm ghi nhận. Thí dụ mình thấy 32 thể trược cũng có nói đến nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước tiểu đó, hay là ốc ở trong đầu, nước khớp nhờn, rồi cũng phải niệm như vậy. Như vậy thì cái tâm biết cái cảnh đó mà khi mình đang tu tập và khi mình thành tựu đó, thì cái cảnh thiền nó sanh lên đó, thì nó mình đắc thiền chỉ có sát na thôi. Nhưng mà khi mà mình hiện thiền đó, mình mới nhập thiền được, mới vô sát na. Như vậy á, thì muốn nói đến cái tâm dục giới là biết cảnh dục, cái tâm sắc giới là biết những cái đề mục thiền, cái tâm vô sắc giới là biết dựa vào cái khái niệm của hư không mà lên thức vô biên, rồi vô sở hữu là phi vi tưởng xứ, nó biết cái khái niệm. Trong đó thì chúng ta có nghe nói rằng vô sở hữu xứ thì lấy cái thức vô cái không vô biên xứ lên cái thức vô biên xứ đó, thì cái vô sở hữu xứ lấy cái thức vô biên xứ. Và cái để làm cái mình vượt lên đó, thì mình phải dựa vào cái đó để mình vượt lên. Thì ý nghĩa là giống như mình bước thang, mình nhờ cái chân thang đó mình để bước lên trên được. Thì cái người mà họ tu thiền, họ vượt lên, họ phải phản kháng lại cái thiền chứng của họ đang chứng, thì họ mới vượt lên được. Như vậy á, thì cái tâm mình á, ví dụ bây giờ chúng ta thấy như một người mà đang coi phim, họ dán cái tâm vào cái cuồng phim đó, thì mình gọi là tâm lúc bây giờ nó đang thu hút vào cảnh sắc. Còn khi mình chú tâm mình nghe nhạc đó, mình nghe được cái giọng nhạc hát như thế nào đó, thì mình gọi là có cái tâm nhĩ thức để chú vào cái cảnh thinh. Cũng như vậy, khi mà mình ngửi được mùi á, thì cái tâm tỷ thức ngửi được mùi. Thì những cái tâm thiền hay tâm dục giới hay là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế đó, thì nó biết cảnh cũng vậy. Khi mà nói biết cảnh là cái cảnh đó nó có ở trong cái tâm, nó đang biết cái cảnh đó. Bởi vì mình nghe nói một điều là mình phải để ý là gì? Tâm nó đồng sanh và sở hữu đồng sanh với tâm đó, biết một sanh ở trong một căn, biết một cảnh. Trong ý căn đó, biết cảnh pháp, ví dụ như vậy, biết cảnh thiền. Thì lúc bây giờ tâm và sở hữu nó nương vào nhau, nó biết, nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, là biết một cảnh. Bởi vì khi mà nó đồng biết á, thì mình biết cái cảnh đó, mà nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, đồng biết, đồng diệt. Mà khi diệt á, tâm diệt á, thì sở hữu nó cũng diệt luôn. Như vậy đó, chúng ta hiểu cái tứ đồng là như vậy đó. Để mà cái tâm nó biết cảnh sắc hay là cảnh thiền đó, thiền sắc á, thì những cái sở hữu nó cũng biết,
và nó đồng sanh lên với nhau và đồng nương vào một chỗ và đồng diệt luôn. Nếu mà cái này diệt thì tất cả cái kia đều diệt hết. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó, thì con chia sẻ như vậy không biết hết cái ý của thượng tọa hay không. Nếu mà có muốn nói gì thêm thì con thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sao thưa kính thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính ấy, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính, dạ. Nếu, tính, nếu có người hỏi lý luận như vậy là khi mà mình đắc sơ đạo thì có nghĩa là mình chứng quả nhập lưu, tức mình đã vào, đã đi vào dùng thánh vức và chắc chắn sẽ giác ngộ. Thế thì nếu mà khi mình biết chắc chắn đã giác ngộ rồi thì mình có cần phải ra sức tu tập nữa không, hay là mình cứ buông mình trôi theo dòng suối tự nó giải thoát rồi tại sao phải tu thêm như mệt, phải cố gắng thêm như mệt? Nói như vậy. Xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính cho một vài cái suy tư về điểm này. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tề Vua, thượng tọa Minh Hành, Đại Đức Tổ Tri cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu thảo luận số 2 là thì nói rằng là một cái vị chứng quả nhập lưu, có nghĩa là một cái vị thánh tu đạo quần rồi đó, thì chắc chắn sẽ giải thoát, có nghĩa là chứng đắc được tứ quả. Vậy thì hỏi cái vị đó có cần nỗ lực để tu tập hay chăng? Thì ở đây đó thì cũng có những người trước kia người ta nói rằng là coi như là mình đã chắc chắn là giải thoát rồi, vậy thì cần gì phải nỗ lực. Thì ở đây đó, đối với một cái vị thánh tu đạo hờn thì không phải như là một cái chúng sanh phàm phu, không phải là có cái sự buông lơ, hoặc là không phải là cái sự mà nỗ lực nhiệt tâm như một cái vị mà phàm nhân. Nhưng mà ở đây á, là tại sao mà cái vị thánh tu đạo hờn có cái sự nỗ lực quý vị? Tại vì cái vị thánh tu đồng quần lúc đó đó là do đã diệt được hoài nghi rồi, diệt được tà kiến rồi, rồi diệt được những cái sự chấp thủ rồi. Ở đây mình nói theo cái chi pháp thì chỉ cần là sở hữu hoài nghi với sở hữu tà kiến thôi. Thì do diệt được cái hoài nghi rồi á, thành ra cái vị đó đó không có còn nghi ngờ gì nữa, có nghĩa là không có còn nghi ngờ về cái sự vận hành của pháp, rồi không có còn bị tà kiến chi phối ở cái thân này nữa. Có nghĩa là lúc mà phàm phu á, là quý vị thấy rằng mình sẽ chấp cái thân này vân vân, nói chung là mình có cái sự mà chấp về cái thân này, thành ra đó cái sự nỗ lực của chúng ta đó nó theo cái khuynh hướng, nó theo cái khuynh hướng là bất thiện cũng có, nó theo cái khuynh hướng của thiện cũng có. Nhưng mà một cái vị thánh tu đầu quần rồi đó, khi mà cái vị đó đã diệt trừ được cái tà kiến ở trong cái thân này, danh nói theo mình chi pháp là danh pháp và sắc pháp rồi đó, là tự nhiên cái vị đó sẽ có cái sự nhàm chán về những cái pháp luân hồi, nhàm chán về cái cuộc sống luân hồi, hoặc là nhàm chán về cái thân này. Thành ra tự nhiên cái năng lực tự nhiên cái vị đó sẽ nỗ lực tu tập đó. Còn ở trong phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta thí dụ như ở trong cái khuynh hướng thiện đi, phàm phu mà trong cái khuynh hướng thiện thì lúc đó đó do thí dụ như là do chúng ta suy nghĩ về quả của nghiệp, rồi chúng ta suy nghĩ về cái sự sanh tử luân hồi, hoặc là chúng ta muốn tạo những cái thiện pháp vân vân, thành ra lúc đó là chúng ta nỗ lực chúng ta tu tập.
chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập, chúng ta sợ bị khổ, thành ra chúng ta sẽ nỗ lực mình tu tập để mà mình tìm cái đời sống an lạc, cái đời sống an vui. Còn đối với là đối với một cái vị thánh tu đầu hoàng á, là tại sao mà ở đây mà người ta có cái câu hỏi là biết chắc là mình sẽ giải thoát, biết chắc là mình sẽ giải thoát, vậy thì có cần cái sự nỗ lực vào trong cái đời sống tu tập nữa hay không? Thì quý vị thấy rằng là cái vị thánh tu đầu hoàng là vẫn cần, nhưng mà cái cần này đó là coi như là nó phát ra từ cái nội tâm của cái vị đó. Mà tại sao mà phát ra từ cái nội tâm của cái vị đó quý vị? Tại vì do đã đoạn diệt được hoài nghi, do đã đoạn diệt được tà kiến, thành ra bây giờ cái vị này sẽ thấy thực sự, thấy được thực sự cái dòng luân hồi là khổ, hoặc là những cái pháp hữu vi này là khổ, hoặc là cái thân này, thân tâm này là khổ. Thành ra cái vị đó sẽ tiếp tục nỗ lực để mà tu tập, chứ không phải giống như là cái sự nỗ lực của đối với những cái chúng sanh phàm phu đó. Thành ra ở trong cái câu này đó, theo con nghĩ rằng á, một cái vị mà chứng quả nhập lưu rồi là chắc chắn sẽ giải thoát, nhưng mà có cần cái sự nỗ lực tu tập hay không, thì vẫn có cần cái sự nỗ lực, mà cái nỗ lực này á, là do cái vị này trong tự tâm của cái vị này phát ra. Có nghĩa là do đã đoạn diệt được hoài nghi rồi, đã đoạn diệt được tà kiến rồi, đã thấy rõ được những cái pháp hành, hoặc là thấy rõ được cái sự khổ rồi, thì tự nhiên cái vị này sẽ nỗ lực để mà tu tập. Chính vì vậy mà nói rằng là cái vị thánh tu đầu vờn vẫn còn có cái sự nỗ lực để mà tu tập. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thu cái trình đại điện Pháp Tính. Thưa quý vị Phật tử, chúng tôi muốn nhắc lại một vài điểm trước khi kết thúc chương trình sự vật hôm nay, là khi mà chúng ta học thắng pháp thì chúng ta nên hiểu rằng bất cứ phần nào cũng quan trọng, và chúng ta phải có cái học toàn diện. Chúng tôi lấy một cái thí dụ như là trong cuộc sống hàng ngày mình chỉ bàn những gì mình thích thôi. Ví dụ mình thích về văn chương, thích về khoa học, thích về chính trị thì thích lên bàn ở đó. Nhưng mà khi mình đi học ở trong trường lớp ấy, thì mình không thể nói rằng tôi chỉ thích học văn mà không thích học về toán, tôi chỉ thích học về triết lý mà chúng tôi không muốn học về nghệ thuật. Tại vì cái kiến thức tổng quát rất là cần. Chúng ta không thể học về tâm dục giới, rồi không học về tâm sắc giới, tâm vô sắc hay tâm siêu thế mà chúng ta hiểu được khi nói về tâm. Vì vậy một cái người mà học Phật á, khi mà học về kinh tạng thì đôi khi trong cái học đó nó có cái là lựa chọn cái mình thích và cái không thích. Nhưng mà trong khi học thắng pháp tạng, tức học Abhidhamma, thì người đó tương đối phải là một người có cái tâm gọi là muốn học tất cả mọi lĩnh vực. Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là chúng ta không hiểu hết về tâm tư của Phật Thánh, không hiểu hết về các đạo quả, nhưng mà học về tâm đạo và tâm quả vẫn rất lợi lạc cho đời sống hàng ngày. Chủ nhật này chúng tôi sẽ nói về cái ảnh hưởng của ngũ quyền, hay là ngũ căn ngũ lực, tính tánh niệm định huệ ở trong cái đối với các vị đạo chứng quả. Thì những bài học như vậy nó cho chúng ta thấy được nhiều ở trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như là ngày hôm nay chúng ta nói đến tâm quả, là biết cảnh niết bàn cũng như tâm đạo. Thì thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy rằng
có những người rất giỏi về làm ăn buôn bán, nhưng mình hỏi nếu họ chỉ nói về làm ăn buôn bán thì đôi khi họ lại không có họ không có được cái tâm cảnh, cái tâm thái như là họ bàn về chuyện nghe pháp, họ bàn về chuyện đi chùa hay là việc bận từ thiện. Mỗi một cái cảnh đó, thì nó lại có cái tác động với tâm khác nhau. Chúng ta chưa thật chứng thánh quả, nhưng mà chúng ta biết rằng một khi mà mình hướng tâm vào cảnh nào đó thì nó có ảnh hưởng nhất định. Ở trong thời gian gần đây, quý vị, chúng tôi có được tiếp xúc với một số Phật tử lớn tuổi và kể cả Phật tử trẻ tuổi nữa. Họ nói với chúng tôi một sự việc là cái cuộc khủng hoảng về chính trị, về y tế, về kinh tế của Hoa Kỳ quả thật là có ảnh hưởng lớn đến đời sống của họ. Nội cái chuyện trong một gia đình mà cha mẹ thì tuyệt đối tin tưởng ở Tổng thống Donald Trump, những người con thì tuyệt đối chống họ Donald Trump, thì nó tạo nên một thứ gọi là stress. Và cái stress họ không để ý, nhưng cái stress nó dẫn đến cái bệnh như là tiểu đường nặng thêm, áp huyết là cao thêm. Và khi tiểu đường áp huyết cao á, thì bác sĩ mới hỏi là có bị stress không, thì nó có. Thì bác sĩ nói là nên cố gắng thay đổi đời sống, nên đổi lại để đừng có tiếp tục, tại vì những cái căng thẳng đó nó sẽ tạo thêm. Thì bây giờ họ nói chuyện với chúng tôi khi đi chùa, thì chúng tôi cũng phải nói rằng nếu cái chuyện đó mình suy nghĩ mà nó vô thưởng vô phạt không nói chi, ở đây cái sự quan tâm suy nghĩ mà nó đến nỗi nó quá mức, nó tạo ra những căng thẳng, và những căng thẳng này ảnh hưởng đến sức khỏe, thì nên đặt lại vấn đề. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm và cảnh đều có những ảnh hưởng lớn. Trường hợp chúng ta học về tâm vô sắc thì kia là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng quả ảnh hưởng lớn. Thì cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, trong quả, tứ quả của mình, đó là chuyện tâm biết Niết Bàn. Khi mà biết cảnh Niết Bàn, câu hỏi chúng ta đặt ra rằng khi biết cảnh Niết Bàn thì cái cảnh nó tác động như thế nào đối với tâm của mình. Thì câu chuyện dài chứ không đơn giản, nhưng mà rõ ràng là tâm có ảnh hưởng đến cảnh, mà cảnh cũng có ảnh hưởng đến tâm. Cụ Nguyễn Du nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đó là tâm ảnh hưởng đến cảnh. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng không phải chỉ có tâm ảnh hưởng cảnh đâu, cảnh cũng ảnh hưởng đến tâm rất là nhiều. Chúng ta sống trong một không gian chật chội, cái tâm thái chúng ta khác. Chúng ta sống trong một không gian rộng lớn, hồ rộng, núi cao, tâm của chúng ta nó sảng khoái khác. Và vì điểm này cho chúng ta những bài học rất lớn. Bây giờ thì chúng ta xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đa Đa Ma. Kính chương chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đại lý quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật Thầy. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt tại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Trung Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm Quy ớp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm,
kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Dạ, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiềm nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân từ. Sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa Padivata sapasangka rupavena sote hondu yeron. Parang viên công đức đã làm kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân giác.